trước tiên thay mặt cho ban tổ chức tôi xin trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự chương trình hội thảo ngày hôm nay. Chương trình hội thảo ngày hôm nay được tổ chức trực tiếp tại hội trường 501 Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến và truyền trực tiếp tới các điểm cầu các quý vị đại biểu trên cả nước. Kính thưa quý đại biểu, với mong muốn góp phần vào việc cập nhật thông tin y khoa, tăng cường hiệu quả chuyên môn cho nhân viên y tế, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạt Sphere Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề hiệu quả kiểm soát HbA1c và tác dụng phụ của các thuốc đái tháo đường tiếp 2 trên bệnh nhân tại Việt Nam. Trước tiên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ tọa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, trưởng khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Thảo, phó trưởng khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trang Nhung khoa Nội tiết Đái tháo đá đường bệnh viện Bạch Mai. Để bắt đầu chương trình, xin trân trọng kính mời Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy lên phát biểu khai mạc và điều hành hội thảo. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, chắc là cho phép tôi được ngồi đây. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các bạn đồng nghiệp đang theo dõi chương trình. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Hôm nay chúng ta thấy là bắt đầu bước vào mùa đông đúng không ạ? Trời rất là đẹp. Đông nhưng mà rất là đẹp. Và hôm nay cũng là ngày đái thao đường thế giới. Chúng ta đều biết là ngày 14 tháng 11 là ngày sinh của Frederick Benting, là một trong các người những người mà phát minh ra insulin. Frederick Benting thì sinh vào ngày 14 tháng 11 năm 1891 tại Ontario, Canada. thuở nhỏ thì ông rất là thích là học y nhưng mà và rất thích bộ đội. Thế nhưng mà rất nhiều lần ông trong danh thế giới lần thứ nhất năm 1915 thì ông tham gia đi uh, tuyển quân nhưng mà không không được bởi vì là là mắt của ông bị kém. Sau đó thì đến năm 1912 thì ông uh, tham dự uh, uh, cái khóa học ở trường Đại học tôn thô Canada học y. Nhưng mà thời đó vì là thời chiến tranh nên là uh, cái khóa của ông đến năm 1916 tức là chỉ học có 4 năm thôi thì đã được phép là cho ra trường để đi phục vụ quân đội. Và sau chiến tranh thì ông quay trở lại ông học tiếp về y. Nhưng mà không biết là may hay là không may, bởi vì trong chiến tranh thì ông là một bác sĩ, đóng vai như một bác sĩ quân y là một bác sĩ về phẫu thuật. Và trong một số trận chiến thì ông mặc dù ông bị thương nhưng mà người ta nói là ông ấy đã tiếp tục hỗ trợ băng bó cứu chữa các đồng đội trong 15 tiếng liền cho đến khi có cái đội tiếp trợ đến. Và sau đó sau khi hết chiến tranh thì ông quay trở lại ông học tiếp nghề y. Và cái điều tôi nói là không may đấy là vì ông học như thế nào đó thì ông ấy lại không tốt nghiệp, không tốt nghiệp được, không thi lấy được bằng. Và chính vì vậy để kiếm sống thì ông mới chuyển qua là ông làm vai trò là giảng dạy sinh viên. Và trong đó thì trong một cái buổi giảng dạy về uh, sinh lý học thì có ông có đọc một cái giảng một cái bài về các cái hormone và trong đó thì có liên quan đến một cái chất mà trước đó một loạt các tác giả trong đó có Minkowski, chúng ta nghe Minkowski thì rất là rõ về việc liên quan đến cấu trúc của các cái tế bào thì có nói về cái vấn đề là insulin là một cái chất mà nó Uh, có giúp vai trò là làm giảm được cái đường huyết nhưng mà vì cơ thể chúng ta bị thiếu cái insulin này trên bệnh nhân bị đái tháo đường. Mặc dù biết vậy nhưng mà tất cả các công trình trước đó thì đều không thể nào mà tách chiết ra được insulin. Và uh, ben Tinh thì mặc dù là bác sĩ phẫu thuật nhưng mà vì ông là giảng dạy rất đa chuyên ngành cả về sinh lý, cả về dược lý, cho nên là ông đã chuyển sang ông uh, nghiên cứu tiếp và rất là may mắn là ông đã chiết xuất được uh, insulin và cái bệnh nhân uh, đái tháo đường đầu tiên là một cậu bé 14 tuổi được điều trị insulin vào ngày 11 tháng 1 cũng là ngày 11 nhưng 11 tháng 1 năm 1922 và cậu bé đó chúng ta thấy có những một số các hình ảnh chúng ta thấy là bệnh nhân đã có một sự thay đổi về hình thể, thay đổi về thể chất, thay đổi về sức khỏe rất là ngoạn mục. để chúng ta nhớ lại là trước năm 1921 khi mà chưa có insulin thì phần lớn các bệnh nhân đái tháo đường để điều trị một thời gian và đến giai đoạn bắt đầu mà chúng ta tạm coi bây giờ là rối loạn ý thức mà chúng ta hiểu bây giờ đấy là chính là hôn mê. Nhiễm toàn xê tôn thì được đẩy vào các cái nhà thờ để các cái cha cố là cầu nguyện để ra đi trong an lành. Và cái cậu bé đó chúng ta thấy là hình ảnh bà mẹ bế trên tay và gầy dơ xương ra. Và chỉ sau có 3 tháng điều trị thả trở lên một cậu bé khỏe mạnh, bụ bẫm và rất là hoạt bát. Và chính điều đó người ta gọi là miracle of insulin, tức là điều kỳ diệu của insulin và đến năm 1922 thì Benting bắt đầu là à, là bắt đầu mở các cái phòng khám đầu tiên chuyên điều trị cho bệnh nhân đái đường và một trong bệnh nhân đầu tiên chính là cô con gái của ngoại trưởng Hoa Kỳ à, sau đó thì chúng ta thấy là à, Benting tiếp tục là được à, à, mời làm chủ nhiệm một cái à, khoa y của trường đại học Toronto Canada và cũng năm 1923 tức là sau 2 năm phát minh ra insulin khi ông mới có 32 tuổi thì ông được nhận giải thưởng Nobel cùng với lại Jacques uh, Lebest là người hỗ trợ cho ông cùng với Macleods và một cái người nữa là những cái nhà sinh lý mà hỗ trợ ông trong quá trình mà chiết xuất uh, tách insulin và như vậy chúng ta có thể thấy là Banting là người mà nhận uh, giải thưởng Nobel trẻ tuổi nhất và cũng cái điều khá là hay là và chúng ta thấy là Banting là một người rất là đa tài. Ông là bác sĩ phẫu thuật, phát minh ra insulin, sau đó chữa về bệnh đái tháo đường nhưng ông là người rất là đam mê bầu trời và ông đã phát minh rất nhiều dụng cụ hỗ trợ cho các phi công cho các chuyến bay cũng như là cứu chữa các cái thương binh là các phi công mà bị à chấn thương trong các quá trình luyện tập hoặc là chiến đấu và ông à, mất năm 1941 cũng là trên một chuyến bay trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và cái điều kỳ một cái điều đặc biệt nữa chúng ta phải biết là ông còn là một nhà họa sĩ rất là nổi tiếng và cho đến nay để lại rất là nhiều các tác phẩm và trong cuộc bầu chọn các công dân vĩ đại nhất của Canada thì ông là một trong 10 công dân vĩ đại nhất của Canada và ông đứng hàng thứ tư. Và chúng ta đều biết là để kỷ niệm cái ngày cái ngày sinh của ông với ghi nhận công lao của ông thì tổ chức thế Đế giới và liên hiệp quốc quyết định chọn ngày 14 tháng 11 ngày sinh của ông là ngày đái tháo đường thế giới gọi là World Diabetes Day, Day và bắt đầu vào năm 1991 khi kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Fred Banting. Cái chủ đề của ngày đái tháo đường thế giới năm 2021, năm 2023 đấy là access to diabetes care tức là tiếp cận với điều trị đái tháo đường và trong cái chủ đề trong cái chuỗi đó thì chủ đề của ngày đái tháo đường thế giới năm à, 2023 là know your risk, know your response tức là biết nguy cơ của bạn để hành động đúng nhưng mà đối với các sĩ chúng ta thì tại sao lại chúng ta phải người ta nhấn mạnh như thế vì chúng ta đều biết là các bệnh nhân đấy từ tiếp 2 đến một nửa là không biết mình bị bệnh và đến khi bị bệnh thì không được điều trị tốt cho nên có rất là nhiều các biến chứng hoặc là Chúng ta thấy có một cái vấn nạn nữa, đấy là người ta biết mình bị bệnh nhưng mà không có khả năng tiếp cận với các cái nguồn lực để điều trị. Và chính vì vậy người ta mới uh, nhấn mạnh cái vấn đề làm sao tiếp cận được điều trị. Và tốt nhất, cách điều trị tốt nhất chúng ta đều biết rồi, đấy là phòng bệnh. Tức là chúng ta biết nguy cơ để chúng ta xem mình có bị nguy cơ, có bị bệnh đáy đường sớm hay không để chúng ta điều trị tốt nhất. Uh, cái chủ đề tôi nhắc lại năm nay là Know Your Risk. No your respond như tôi nghĩ một cái chủ đề khác đối với người Việt Nam chúng ta, đối với đất nước chúng ta đấy là know your resource and know your respond. Chúng ta phải biết nguồn lực của chúng ta là gì để chúng ta có thể sử dụng các nguồn lực đó hợp lý nhất, hiệu quả nhất. Và cái nội dung của cái chương trình đào tạo chuỗi năm cái buổi hội thảo theo các chủ đề ABCDE của chúng tôi uh, tiến hành đấy chính là nhằm vào cái sử dụng các cái nguồn lực hợp lý nhất. thì chúng ta đều biết là năm 2022 trong cái đồng thuận của ADA, ESD người ta rất là nhấn mạnh đến vấn đề là điều trị cá thể hóa gọi là đặt bệnh nhân làm trung tâm. Hay chúng ta còn có một cái thuật ngữ khác đấy là chúng ta điều trị người bệnh chứ không phải điều trị. trong đó người ta nhấn mạnh đến những cái mục tiêu riêng biệt từng bệnh, từng bệnh nhân ở uh, cụ thể và đối với ở Việt Nam chúng ta, chúng ta vẫn phải chú ý đến một cái thông số rất là quan trọng khi chọn lựa, đấy là vấn đề làm sao chọn lựa cái kinh tế. Bởi vì các nghiên cứu cho thấy là trong năm đầu tiên thì trên 50% các bệnh nhân đái tháo đường tuân thủ điều trị rất tốt, nhưng sau năm thứ từ năm thứ hai trở đi thì cái tỷ lệ tuân thủ còn xuống dưới 50% và các nguyên nhân khiến bệnh nhân tuân thủ kém dẫn đến nhiều các cái biến chứng đấy là thiếu hiểu biết đấy là cái chế độ nó điều trị quá phức tạp và đặc biệt đấy là vấn đề tài chính khiến bệnh nhân người ta không thể tiếp cận được một cái điều trị đầy đủ và chính vì vậy thì cái tiêu chí chúng ta thấy là cái lựa chọn thuốc điều trị cho các bệnh nhân đang thứ hai chúng ta phải chú ý đến đương nhiên rồi đấy là cái hiệu quả làm giảm đường huyết giảm hbmc chúng ta cũng cần phải lưu ý đến cái tác dụng của thuốc trên cân nặng bởi vì chúng ta để biết nếu để bệnh nhân cân nặng mà tăng lên thì sẽ làm tăng nguy cơ kháng insulin ở các bệnh nhân đường tiếp 2. Ngược lại những nghiên cứu gần đây cho thấy nếu chúng ta kiểm soát tốt đường huyết ở những nhân xin lỗi kiểm soát tốt cân nặng ở những bệnh nhân béo phì mà bị đái tháo đường chúng ta có thể khả năng đưa bệnh nhân uh, được về cái tình trạng ổn định thậm chí là có thể là khỏi được bệnh đái tháo đường chúng ta cũng chắc chắn là sẽ phải kiểm soát và điều trị các cái biến chứng và các bệnh đồng mắc. Chúng ta đều biết đấy là tiếp 2 thường được phát hiện muộn, đã có thể có các biến chứng rồi và thường có rất nhiều các bệnh lý, đặc biệt các bệnh lý tim mạch và thần kinh đi kèm nên chúng ta phải chú ý. Thứ tư đó là vấn đề tuân thủ như chúng tôi nói rồi. Nếu chúng ta không tuân thủ tốt thì cái điều trị sẽ không thể nào có kết quả tốt được. Và cái cuối cùng đấy là vấn đề về hiệu quả và chi phí. Và đây cũng là năm cái chủ đề chúng tôi sẽ tập trung để hướng dẫn và trao đổi, thảo luận với các bạn để các bạn có thể hiểu và lựa chọn được cái nguồn lực gọi là know your risk. Thì bây giờ là know your resource and know your response để chúng ta có thể có cái hành động đúng và có được cái điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Thì cũng xin lưu ý với các bạn ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên ngày 14 tháng 11 nhân ngày đáy đường thế giới chúng tôi xin khai mạc cái chuỗi đào tạo này với cái chủ đề đầu tiên là hiệu quả kiểm soát Hbmc và tác dụng phụ của thuốc đái đường tiếp 2 trên bệnh nhân Việt Nam nhấn mạnh là bệnh nhân Việt Nam. À, sau đó đến ngày 21 tháng 12 chúng tôi sẽ có cái chủ đề thứ hai đấy là về kiểm soát các cái biến chứng và các cái bệnh à, à, cân nặng và huyết áp của bệnh nhân tức là body weight và blood pressure tức là chủ đề B đến ngày 11 tháng 1 năm 2024 thì tức là trước tết khoảng độ gần một tháng thì chúng tôi sẽ có cái chủ đề C đấy là kiểm soát các biến chứng complication and comorbidity tức là bệnh lý đi kèm và sau Tết ngày 14 tháng 3 chúng ta sẽ có chủ đề D tức là về cái tuân thủ đúng không ạ? Tuân thủ của bệnh nhân và chủ đề E ngày 25 tháng 4 tức là sẽ về lựa chọn các thuốc điều trị phù hợp ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam chúng ta. Chúng tôi tránh ngày 14 4 tháng 2 ngày gì và lung tung đúng không ạ? Thế là chúng ta sẽ dành cho các bạn đi van lung tung để chúng ta sẽ vào ngày 14 tháng 3. Các bạn lưu ý sau van lung tung một tháng chúng ta sẽ bước sau Tết chúng ta cũng sẽ bắt đầu là, trở lại. Thế thì uh, ngày hôm nay thì là cái chương trình đầu tiên, chúng tôi cũng rất là cảm ơn uh, trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến và công ty CV đã hỗ trợ cho chúng tôi để có cái buổi trao đổi chia sẻ với lại các bạn. Và cái chủ đề của ngày hôm nay đấy là hiệu quả kiểm soát hba và tác dụng phụ của các thuốc đái tháo đường tiếp 2 trên bệnh nhân Việt Nam. Đầu tiên thì uh, tôi xin trân trọng kính mời thạc sĩ Nguyễn Trăng Nhung là bác sĩ của khoa nội tiết đái đường bệnh viện Bạch Mai sẽ trình bày bài đầu tiên đấy là kiểm soát HBA1C cho người bệnh đái tháo đường Việt Nam xin mời bác sĩ Nhung ạ. Kính thưa của tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy, à, kính thưa các quý vị, à, các bạn đồng nghiệp thì để tiếp nối chương trình à, sau đây thì tôi sẽ xin trình bày à, một cái à, vấn đề à, rất là quen thuộc đối với các bác sĩ chuyên khoa nội của chúng ta đó là vấn đề về kiểm soát đường huyết HBA1C cho bệnh nhân đái tháo đường bài trình bày của tôi thì có ba nội dung thứ nhất là vấn đề về kiểm soát đường huyết tức tích cực sớm nội dung thứ hai là về mục tiêu và chiến lược điều trị hiện nay mục tiêu nội dung thứ ba sẽ chúng ta sẽ điểm lại cái vị trí của nhóm thuốc Sunfuninure trong điều trị bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 hiện nay thì uh, chúng ta đã thấy uh, các cái thống kê ở trên thế giới và uh, đặc biệt là các nước đang phát triển như ở Châu Á và các vùng Đông Nam Á của chúng ta thì cái tỷ lệ mà kiểm soát đường huyết đạt mục tiêu Hb1c dưới 7% thường là không cao chỉ đạt xung quanh khoảng 30%. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì tỷ lệ đạt mục tiêu Hb1c ở chỉ trên cả hai nhóm bệnh nhân đái tháo đường khởi phát ở người trẻ tuổi và người già thì đều chỉ đạt khoảng 30%. so sánh với các nước đang phát triển và các nước phát triển thì tỷ lệ đạt mục tiêu Hb1c ở các nước phát triển thì rõ ràng là có uh, cải thiện hơn uh, tuy nhiên cái tỷ lệ này cũng không cao nhắc đến uh, vấn đề kiểm soát đường huyết thì chúng ta thường là nhớ đến những các cái nghiên cứu bản lề, những các cái nghiên cứu kinh điển như nghiên cứu UKPDS đã được nhắc đến rất là nhiều trong các cái cuộc hội thảo và trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là các cái nguy cơ, các cái tỷ lệ, các cái biến chứng mạng tính liên quan đến đái tháo đường như là các biến chứng mạch máu lớn, biến chứng mạch máu nhỏ thì gia tăng cùng với cả cái cùng với chỉ số Hb1c và nếu mà đường huyết được kiểm soát tích cực kiểm soát sớm thì cái tỷ lệ các cái biến chứng này sẽ quan sát thấy là sẽ có lợi ích trên các cái biến chứng mạch máu nhỏ bao gồm biến chứng mắt biến chứng thận và biến chứng thần kinh các biến chứng mạch máu lớn thì cũng sẽ quan sát thấy được có lợi ích theo thời gian theo dõi dài hạn lâu dài và nếu người ta thấy rằng là cứ giảm được 1% HbA1c thì sẽ giảm được các cái biến chứng à uh, mãn tính liên quan đến đái tháo đường như là giảm được 12% tỷ lệ đột quỵ, 14% tỷ lệ suy tim, 21% tỷ lệ tử vong do đái tháo đường và 43% tỷ lệ đoạn chi, 37% các biến chứng mạch máu nhỏ À, nhìn lại các cái nghiên cứu liên quan đến vấn đề kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta thấy là trong nghiên cứu UKPDS à, đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân đái tháo đường mới mắc à, được kiểm soát đường huyết sớm và tích cực thì có làm giảm được tỷ lệ biến chứng mạch máu nhỏ à, dài hạn thì chúng ta còn thấy là giảm được các biến chứng mạch máu lớn biến chứng tim mạch và giảm được cả tỷ lệ tử vong À, trong khi đó các cái nghiên cứu uh, như nghiên cứu ất van ất co uh, vidt trên các đối tượng bệnh nhân uh, có thời gian mắc đái tháo đường lâu năm đây là những đối tượng mà bệnh nhân đã có nhiều uh, nguy cơ tim mạch hoặc thậm chí là đã có các cái biến cố tim mạch thận rồi thì chúng ta thấy là có giảm nếu mà điều, được điều trị tích cực thì bệnh nhân có giảm được cái tỷ lệ biến chứng mạch máu nhỏ tuy nhiên là không quan sát thấy lợi ích trên biến chứng mạch máu lớn thậm chí ở uh, trong nghiên cứu co thì nếu mà kiểm soát đường huyết quá tích cực đối với những bệnh nhân mà đã đái tháo đường lâu năm thì còn làm gia tăng cái nguy cơ tử vong chung Một vấn đề cần nhắc đến uh, trong uh, quản lý đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đó là về vấn đề chi phí, đặc biệt là ở uh, những bệnh nhân uh, vùng uh, Đông Nam Á như Việt Nam chúng ta thì trên một quan sát, trên một thống kê trên hơn 100.000 uh, người bệnh đái tháo đường thì người ta thấy rằng là cái chi phí dành cho điều trị đái tháo đường sẽ gia tăng cùng với mức HbA1c tăng chính vì vậy mà à, việc à, khuyến cáo điều trị đái tháo đường chúng ta thấy rằng là điều trị kiểm soát đường huyết càng sớm tích cực càng sớm thì càng tốt và hb1c là yếu tố dự đoán mạnh mẽ cho các cái mạnh mẽ nhất cho các cái biến cố tim mạch như là đột quỵ nhồi máu cơ tim và tử vong và đây chính là một trong các cái nền tảng điều trị kiểm soát bệnh nhân đái tháo đường mà chúng ta cần chú ý về nội dung thứ hai chúng ta sẽ đi vào mục tiêu và chiến lược điều trị đái tháo đường hiện nay như thế nào thì theo các hướng dẫn của ADA, EAS, EASC và các cái hiệp hội đái tháo đường khác thì đều đưa ra cái mục tiêu kiểm soát hp 1 c trên số đông bệnh nhân là 7% À, gần đây nhất mới nhất à, theo ESC 2023 à, dưới góc nhìn của các nhà tim mạch học thì à, có đưa ra cái hướng dẫn mục tiêu HbA1c theo thời gian sống dự kiến Đó là những bệnh nhân mà có kỳ vọng sống dài à, thì cái đích HbA1c vẫn là dưới 7% à, đồng thời chúng ta sẽ phải lưu ý tránh các cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Đối với nhóm bệnh nhân mà thời kỳ hạn sống ngắn hơn thì mức HbA1c có thể à, từ 7 đến dưới 8,5% và uh, lưu ý đặc biệt là trên uh cái điều mới nhất của ESC 2023 đó là trên tất cả các đối tượng bệnh nhân đái tháo đường thì sẽ được đánh giá nguy cơ tim mạch uh, nguy cơ tim mạch 10 năm theo thang điểm score và người ta phân loại với những cái bệnh nhân mà đã có biến cố tim thận uh, biến cố và uh, như là có bệnh uh, tim mạch do sơ vữa suy tim hay dung nhĩ hoặc là những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch rất cao điểm score hai uh, nguy cơ tim mạch 10 năm lớn hơn 20% thì đó đấy là những cái đối tượng mà sẽ được ưu tiên chỉ định sử dụng những cái nhóm thuốc mà có uh, bằng chứng có lợi để bảo vệ tim mạch, ví dụ như là nhóm thuốc SGLT2 hay là đồng vận GLP1. Và cái việc uh, điều trị cái nhóm thuốc này thì độc lập với cả uh, cái mức đường huyết tức là có chỉ định trên bất cứ cái mức HbA1c nào À, khuyến những các cái mục tiêu và chiến lược điều trị theo ADA thì cũng thay đổi theo thời gian chúng ta thấy là từ những năm 2018 trở về trước thì cái mục tiêu chính à, kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường vẫn là kiểm soát đường huyết à, đến 2018 thì có thêm có nhắc thêm đến vấn đề là phải dự phòng cái biến cố tim mạch tránh dùng những các cái tác nhân mà gây tăng nguy cơ tim mạch à, cho bệnh nhân từ 20 cho đến 2022 thì các cái khuyến cáo này có nhắc thêm đến vấn đề à có nhấn mạnh thêm đến vấn đề giảm tiến triển của các cái biến chứng tim thận đồng thời cũng vẫn nhấn mạnh cần phải kiểm soát đường huyết và đặt và cân nhắc chi phí điều trị cho bệnh nhân à, thì theo hướng dẫn của ADA và EASC 2022, chúng ta sẽ cần phải tiếp cận bệnh nhân một cách toàn diện. Đó là chúng ta sẽ phải trả lời đồng thời cả bốn câu hỏi trên bệnh nhân đái tháo đường. Đó là bệnh nhân đã được kiểm soát đường huyết tốt hay chưa? Bệnh nhân đã được quản lý và duy trì cân nặng tốt hay chưa? Các cái yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống của bệnh nhân như huyết áp, mỡ máu, các cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, bệnh nhân đã được hướng dẫn hạn chế thuốc lá hay chưa và câu hỏi thứ tư đó là đối với những bệnh nhân mà đã có các cái biến chứng tim thận rồi thì bệnh nhân đã được à, đã được à, chỉ định điều trị những các cái à, thuốc mà có bằng chứng bảo vệ trên à, tim thận hay chưa và như vậy thì à, và như vậy thì chúng ta thấy rằng là kiểm soát đường huyết vẫn là một trong bốn cái mục tiêu nền tảng ở bệnh nhân đái tháo đường. Và nhìn lại cái nhìn lại Uh, tình hình uh, phát triển của bệnh đái tháo đường hiện nay trên thế giới và trong đó thì có nghiên cứu của việt nam chúng ta thấy là cái uh, đái tháo đường thì ngày càng trẻ hóa nghiên cứu của uh, tác giả nguyễn thi khuê ở việt nam thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường trẻ tuổi dưới 50 tuổi ở việt nam chiếm tới gần 50% và cũng uh, đối chiếu vào cái hướng dẫn uh, điều trị quản lý bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta cũng thấy là có hai nhóm đối tượng chính một là nhóm đối tượng mà có nguy cơ uh, tim mạch cao có các cái biến chứng tim mạch rồi tim mạch thận rồi và nhóm này thì chiếm 20% dân số đái tháo đường còn lại thì những cái nhóm bệnh nhân mà trẻ tuổi chưa có nguy cơ tim mạch uh, cao thì chiếm tới 80% và đây chính là cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta sẽ cần à, phải à, đặt mục tiêu là đạt và duy trì mục tiêu đường huyết cân nặng tích cực sớm ngay từ đầu về nội dung thứ ba tôi xin à, tiếp tục đó là về điểm lại cái vị trí của nhóm thuốc minorure trong vấn đề điều trị quản kiểm kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đài tháo đường hiện nay à, Chúng ta thấy là đái tháo đường là một bệnh rất là uh, vô cùng phức tạp và có rất nhiều cơ chế uh, gây ra các cái diễn tiến của bệnh đái tháo đường. Uh, ngày nay thì người ta thấy rằng không chỉ có 8 cơ chế uh, như đã được nhắc đến mà có đến hơn 10 cơ chế uh, ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết. Chính vì vậy mà cái um, mục tiêu kiểm soát đường huyết rất là khó đạt được. Uh, khó đặt vì vậy uh, ngay từ đầu thì chúng ta sẽ nếu chỉ kiểm soát đường huyết bằng một thuốc không thôi thì cái khả năng mà thất bại uh, thứ phát của pháp đồ điều trị do diễn tiến của bệnh sẽ xảy ra rất là cao chính vì vậy uh, chính vì vậy cái chiến lược điều trị uh, người ta thấy là chúng ta sẽ lên phối hợp thuốc ngay từ đầu để tận dụng các cái tác dụng hiệp đồng của các nhóm thuốc uh, trên các cái cơ chế để bảo vệ và để quản kiểm soát đường huyết nhìn lại à, à, các cái nghiên cứu nền tảng à, đánh giá các cái sử dụng thuốc từ trước tới nay à, trên bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta thấy là cái phối hợp mà metformin và sulfonylurea vẫn là một cái phối hợp nền tảng được sử dụng nhiều nhất để quản lý đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường. Các cái, cái uh, hiệu quả kiểm soát HbA1c uh, của các cái nhóm thuốc đái tháo đường đường uống thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, nhóm Ure, đặc biệt là các Ure thế hệ mới thì vẫn có cái hiệu quả kiểm soát đường huyết tốt nhất. Các thuốc uh, như Ure thì sẽ đạt được hiệu quả đường huyết uh, nhanh và trên cả đường huyết đói và đường huyết sau ăn tỷ lệ mà đạt mục tiêu HB1C của các điều trị trong nghiên cứu ADVAN van thì người ta đánh giá uh, trên các cái phác đồ mà bệnh nhân được sử dụng thuốc thì thấy rằng là đối với sulfonylurea thì có 48% bệnh nhân đã đạt được cái mục tiêu HB1C dưới 7% ở trên bệnh nhân châu Á thì khác với những cái khác với những người phương Tây thì chúng ta thấy rằng đặc điểm của người châu Á đa phần là những người mà gầy BMI thấp và có cái tình trạng thiếu hụt insulin nhiều hơn so với tình trạng kháng insulin. Chính vì vậy mà những cái nhóm thuốc mà khởi điều trị ở Việt Nam hoặc ở các cái nước châu Á thì chúng ta đa phần vẫn là insulin hoặc là nhóm thuốc sulfonylure và thực tế sử dụng các nhóm thuốc sumfrinure tại các nước châu á thì ta thấy là đạt tỷ lệ đến 59,5,4% tức là hơn 50% và ở việt nam chúng ta thì cũng có nghiên cứu và chúng ta thấy là tỷ lệ sử dụng anh rất là cao Tuy nhiên là không phải tất cả các cái nhóm thuốc các cái thuốc trong nhóm sulfonylure đều giống nhau. So sánh những cái thuốc mà hiện nay đang có mặt ở thị trường Việt Nam nhiều nhất bao gồm có gliclazide, Glymepirid thì ta thấy rằng là cái đặc đặc điểm à, cấu trúc phân tử của gliclazide là một cái chuỗi phân tử ngắn và có ái lực chọn lọc trên cái thụ thể số 1 à, ở tụy à, gliclazide thì ít gắn với thụ thể số 2 ở trên cơ tim hơn và đặc biệt là glyclazit thì chuỗi phân tử ngắn và chỉ có một phối tử cho nên là gắn với cả thụ thể ở trên tế bào tụy và cũng như mà cái khả năng phân ly cũng rất là dễ dàng chính vì vậy mà glyclazit thì ít gây hạ đường máu uh, sâu và kéo dài như là các phân tử khác và về lâu dài thì chúng ta cũng thấy là có cái um, nghiên cứu uh, chỉ ra rằng là thời uh, cái thời gian mà uh, sử dụng gliclazide sẽ kéo dài được thời gian sử dụng uh, insulin trên bệnh nhân đái tháo đường lên tới 7,3 năm so với cả glibenclamide Nghiên cứu Z thì cũng trên hơn 62.000 bệnh nhân đái tháo đường châu Á thì cũng khẳng định lại cái kết quả khi so sánh giữa Clazit, Glyclazit và các cái Sofrin ure khác thì thấy rằng là ở nhóm sử dụng Glyclazit sẽ làm tăng được đến 9% bệnh nhân đạt được mục tiêu HbA1c và giảm 19% biến cố hạ đường huyết và đây là cái hiệu quả à, nhờ, nhờ cái nhờ cái dạng bào chế à, kéo dài à, của gliclazide MA à, giúp cho dao động đường huyết ổn định 24 giờ và khá tương đối là phù hợp với cả à, các cái thời điểm tăng đường máu sau bữa ăn. Gliclazide thì cho thấy hiệu quả kiểm soát đường máu đói và HbA1c à, đạt mục tiêu rất là khá là tốt sau 3 đến 6 tháng về à, khi trong đối với bất cứ nhóm thuốc à, kiểm soát đường huyết nào thì hiện nay chúng ta đều cần quan tâm đến các cái vấn đề à, an toàn trên tim mạch và thận à, khi mà, à, mà nghiên cứu trên thống kê trên 87.000 bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 ở tim mạch điều trị phối hợp thuốc theo dõi 5 năm thì người ta thấy rằng là à, à, sulfinilure à, phối hợp trong các cái phác đồ phối hợp với các nhóm thuốc viên khác à, không làm tăng cái uh, các cái yếu tố, uh, các cái biến cố tim mạch chính như là các tiêu chí của mây không làm tăng nguy cơ nhập viện do suy tim và không uh, làm tăng nguy cơ uh, diễn tiến của các cái bệnh thận mạng tính trên tình hình sử dụng nhóm thuốc nghiên cứu cái tình hình sử dụng nhóm thuốc SGLT2 và DPP4 ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 nhà người ta cũng tuy rằng là nghiên cứu hai nhóm thuốc này nhưng người ta vẫn cũng thấy rằng là cái tỷ lệ đạt mục tiêu hb 1 c ở Việt Nam cũng chỉ đạt hơn 3 tạ hơn 30% và trong các cái phác đồ sử dụng thuốc thì người ta thấy là sự có mặt của SU cũng vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất đó là chiếm đến 57% vì vậy chúng ta thấy là uh, vị trí của ure trong cái điều trị đái tháo đường hiện nay đối với những cái bệnh nhân mà có tiền sử uh, bệnh tim mạch hoặc là có nguy cơ tim mạch rất cao rồi thì những các cái ưu tiên những cái nhóm thuốc mà có bằng chứng có lợi trên tim mạch à, nếu khi mà mục tiêu HbA1c mục tiêu đường huyết chưa kiểm soát được thì chúng ta có thể phối hợp thêm với cả SU để đạt được mục tiêu kiểm soát HbA1c còn đối với những cái bệnh nhân mà à, nguy cơ tim mạch thấp hoặc là không có tiền sử nguy cơ tim mạch thì phối hợp metformin và sulfonylurea vẫn là một cái phối hợp nền tảng giúp chúng ta kiểm soát được đường huyết nhanh và giảm được các cái biến cố mạch máu nhỏ về lâu dài thì chúng ta vẫn thấy có lợi ích trên các giảm các cái biến cố mạch máu lớn và tử vong để kết luận cho bài trình bày thì uh, tôi xin có một vài điểm lại thứ nhất là kiểm soát đường huyết vẫn là mục tiêu quan trọng trong điều trị đái tháo đường bao gồm hb1c dao động đường huyết và một cái khái niệm mà đang được nhắc đến rất là nhiều hiện tại Đó là uh, thời gian trong cái ngưỡng uh, time in range uh, Kết luận thứ hai là uh, Nên kiểm soát đường huyết liên tục uh, tích cực sớm Ở bệnh nhân đài tháo đường tiếp 2 Bằng phối hợp thuốc uh, phù hợp giảm nguy cơ uh, Thất bại thứ phát do diễn tiến tự nhiên của bệnh đài tháo đường Thứ ba là sulfonylure thế hệ mới Là những cái nhóm thuốc mà đạt được hiệu quả kiểm soát đường huyết cao Đáp ứng nhanh, chi phí thấp và phù hợp trên đối tượng bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 châu Á. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trang Nhung đã trình bày một cái bài về quan điểm về kiểm soát đường huyết và đánh giá thông qua cái HbA1c hiện tại. Chúng ta đều biết là mặc dù là có nhiều tiêu chí đánh giá nhưng mà HbA1c thì vẫn là cái tiêu chí mà đầu tiên và có lẽ là cũng là dễ tiếp cận mà tất cả các anh chị và các bạn ở các tuyến đều có thể uh, sử dụng được để đánh giá cái kết quả điều trị. Còn rất là ngoài ra chúng ta cũng đều biết là có khá là nhiều những cái tiêu chí khác, ví dụ như là dao động đường huyết này, thamin ren hoặc là cái đường huyết sau ăn uh, cũng là những cái tiêu chí mà chúng ta cần phải kiểm soát nhưng mà nó có thể là không phải phù hợp hoặc là không phải quen thuộc với chúng ta vì các cái nguồn lực chúng ta không chưa có điều kiện để đánh giá được những cái thông số đó và chúng ta thấy là muốn làm giảm được hba cái giảm uh, cái đạt được cái hiệu quả kiểm soát đường huyết tốt thì chúng ta bao giờ cũng phải cân nhắc cái tính an toàn và các cái tác dụng phụ đặc biệt là đối với cái, cái uh, tác dụng phụ gây hạ đường huyết cũng như là uh, nó có ảnh hưởng đến các cái biến cố tim mạch hay không và bài bác sĩ nhung cũng cho thấy là sunvera thì vẫn là một nhóm thuốc quen thuộc mà nó sẵn có và vấn đề là chúng ta sẽ phải phân tích lựa chọn đánh giá những cái sunvera như thế nào để chúng ta có thể sử dụng uh, để cho nó đạt được cái tiêu chí giảm HBA1C nhưng mà nó cũng phải an toàn cho người bệnh và an toàn cho cả thầy thuốc. Thế thì cũng liên quan đến vấn đề là uh, chúng ta thấy là trong bài thứ nhất thì chúng ta thấy là cái việc kiểm soát đường huyết tốt là cực kỳ quan trọng. Vậy thì uh, thông thường người ta nói là cái viên thuốc nó là con dao hai lưỡi là một cái cái đồng xu hai mặt, nó có mặt tốt và mặt xấu. Vậy thì cái mặt tốt thì chúng ta thấy là đã biết rồi vậy thì cái mặt xấu một phần bác sĩ nhung cũng nói nhưng mà thực sự những cái tác mặt xấu chúng ta đáng lo ngại đến những tác dụng phụ của các thuốc đái tháo đường hiện tại thì người ta uh, đã nghiên cứu hoặc người ta đánh giá nó như thế nào thì chúng ta sẽ nghe cái bài báo cáo thứ hai chi tiết hơn uh, đấy là bài uh, của bác sĩ chuyên khoa bùi phương thảo trình bày với tiêu đề là tác dụng phụ của các thuốc đái tháo đường từ lý thuyết và thực tế xin kính mời bác sĩ thảo chúng ta vừa nghe một cái bài trình bày của bác sĩ Nhung để đánh đưa ra cho chúng ta những cái khái niệm về sự kiểm soát Hb1c mục tiêu và cũng đưa ra cho chúng ta sơ bộ một vài cái guideline hướng dẫn về điều trị uh, lựa chọn thuốc điều trị đái tháo đường thế thì chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng là những cái thuốc mà liên quan đến việc kiểm uh, lựa chọn trong việc kiểm soát đường huyết thì chủ yếu là chúng ta sẽ lựa chọn dựa trên những cái ưu điểm những cái đặc điểm tác dụng của thuốc nhưng còn cái vấn đề liên quan đến tác dụng không mong muốn hay là tác dụng phụ của thuốc thì chúng ta sẽ nhìn nhận như thế nào thì nếu như mà các bạn các anh chị cùng nhìn vào cái slide này và cái trong dây đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ đập vào mắt chúng ta sẽ là hình ảnh gì ạ có lẽ là đa phần thì cũng sẽ giống như tôi tức là tôi sẽ nhìn thấy là những cái con ngựa màu đen đúng không ạ nhưng thực tế nếu chúng ta nhìn kỹ thì đây là những con ngựa vằn chứ không phải là những con ngựa màu đen ạ vậy thì nếu như từ phía bác sĩ chúng ta đang có một cái định hướng mong muốn rằng là chúng ta sẽ điều trị để mà kiểm soát được hb1c tốt cho bệnh nhân kiểm soát đường máu tốt cho bệnh nhân tức là mang lại một cái hình ảnh con ngựa vằn rất là đẹp nhưng nếu như bệnh nhân gặp phải những cái tác dụng phụ không mong muốn thì sao ạ thì đấy lại là ấn tượng với với bệnh nhân và người ta chỉ nhìn thấy màu đen thôi người ta sẽ không bao giờ nhớ con ngựa vằn mà người ta chỉ nhớ con ngựa đen thôi ạ và đấy chính là cái mà chúng ta sẽ cần phải trao đổi sẽ cần phải lường trước cho bệnh nhân khi mà chúng ta bắt đầu cái quá trình điều trị thế thì qua cái phần trình bày về những cái tác dụng phụ của các nhóm thuốc điều trị đái tháo đường thì tôi cũng xin lược qua thứ nhất là đại cương về tác dụng phụ của thuốc điều trị và thứ hai là sẽ xin đi vào những cái tác dụng phụ của từng nhóm thuốc trong điều trị đái tháo đường vậy thì tác dụng phụ của thuốc thì nó sẽ là những cái tác dụng mà chúng ta không thể lường trước được đúng không? bệnh nhân bắt đầu sử dụng thì chúng ta mới biết tác dụng phụ là gì và nó có thể xảy ra ở cái liều mà chúng ta cho bệnh nhân điều trị một cách thông thường chứ không phải là quá liều hay không đúng không ạ và nó liên quan đến chính những cái đặc tính của thuốc bên cạnh những cái đặc tính tốt của thuốc mà chúng ta đã đưa ra thì người ta cũng đã tiến hành những cái khảo sát rất lớn và có rất là nhiều những cái nghiên cứu về phía bác sĩ thì bên cạnh cái việc mục tiêu đầu tiên của bác sĩ kiểm lựa chọn thuốc điều trị thì đấy là dựa vào cái việc kiểm soát Hb1c. Nhưng tiếp theo thì những cái mà bác sĩ sẽ quan ngại trong việc lựa chọn thuốc kiểm soát đường huyết, đấy chính là vấn đề về hạ đường huyết, vấn đề về thay đổi cân nặng hay là những cái ảnh hưởng đến đường tiêu hóa và tác dụng phụ trên tim mạch, trên thận vân vân. Vậy thì rõ ràng rằng song song với việc mà bác sĩ đánh giá về cái việc hiệu quả kiểm soát HB1C thì nó sẽ là những cái tác dụng phụ không mong muốn của thuốc. Ngược lại, những cái nghiên cứu đánh giá từ phía bệnh nhân thì sao ạ? Những cái vấn đề bệnh nhân quan ngại trước mắt khi mà chấp nhận bắt đầu chấp nhận một cái phác đồ điều trị thì nó không phải là hiệu quả của thuốc đến đâu. Tôi chưa biết hiệu quả của thuốc đến đâu nhưng tôi sẽ mò, tôi sẽ lo ngại rằng tôi dùng thuốc này có vấn đề gì hay không ạ có nguy cơ hạ đường huyết hay không có tăng cân hay không hay là tôi có mệt mỏi khó chịu có buồn nôn nôn hay không tức rõ ràng là về phía bác sĩ và về phía bệnh nhân rõ ràng hai người quan ngại hoàn toàn khác nhau đúng không ạ chính vì thế mà khi mà chúng ta bắt đầu điều trị cho bệnh nhân bắt đầu một thuốc thôi chúng ta cũng sẽ phải cho bệnh nhân hiểu rõ cả tác dụng phụ lẫn tác dụng chính của thuốc và chúng ta luôn đánh giá một sự cân bằng giữa việc kiểm soát Hb1c và cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân để làm sao chúng ta có một cái phác đồ điều trị an toàn và lâu dài cho tất cả các bệnh nhân. Thế thì với mỗi một thuốc trong các thuốc điều trị đái tháo đường thì chúng ta cũng sẽ liệt qua là tất các tác dụng phụ đấy là gì, chúng ta sẽ thường gặp trên những cái đối tượng như thế nào và nếu như mà gặp phải thì chúng ta sẽ có những cái phương hướng xử trí và theo dõi ra làm sao. Thì dưới đây sẽ là hai cái bảng tóm tắt sơ bộ về tất cả những cái nhóm thuốc đái tháo đường mà chúng ta đang có hiện nay, ví dụ nhóm phổ biến nhất metformin mà chúng ta vẫn thường nhắc đến, tôi nhắc đến là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái tác dụng phụ đấy là tiêu chảy, là đầy bụng khó tiêu, rồi là nhiễm toan axit lactic. Với nhóm urea thì hai cái tác dụng phụ mà chúng ta sẽ lo ngại nhất đấy chính là hạ đường huyết và tăng cân. Với hành với nhóm thuốc ức chế D4 thì có lẽ là cái nhóm mà đa phần các bác sĩ chúng ta vẫn nghĩ là nó khá là an toàn. Tuy nhiên là chúng ta cũng xem xét một vài cái tác dụng phụ mà có thể gặp phải như là viêm tụy cấp hay là nhiễm trùng đường hô hấp trên hay là viêm mũi họng có hay không ạ. Không? Với nhóm thuốc rất là mới và nhóm hạ đường huyết rất là tốt hiện nay, đồng thời có tác dụng trên nhiều phương diện nữa là nhóm đồng vận GLP1 thì chúng ta sẽ cùng xem xét cái tác dụng phụ mà bệnh nhân hay gặp phải đấy là nôn, tiêu chảy hoặc là một số những cái phản ứng phụ tại vị trí tiêm. Với nhóm ức chế SGLT2 cũng là cái nhóm mà đang được sử dụng khá là phổ biến hiện nay đúng không ạ? Thì cái tác dụng phụ nổi trội mà chúng ta vẫn luôn luôn cân nhắc khi bắt đầu sử dụng cho bệnh nhân đấy là nhiễm nấm âm đạo hoặc là nhiễm trùng đường tiết niệu. Và cái nhóm insulin thì là nhóm rất rất phổ biến với tất cả chúng ta rồi đúng không ạ? Và hai cái tác dụng phụ mà chúng ta luôn luôn quan ngại, đấy là nghĩa là hạ đường huyết và đây là một trong những cái hạ đường huyết rất là nghiêm trọng và xảy ra nhiều nhất trên tất cả các bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị và một phần nữa đây chính là loạn dưỡng cái mô mỡ nơi vị trí tiêm insulin của bệnh nhân. Nhóm acarbose là một cái nhóm mà có lẽ là không phải là quá phổ biến ở Việt Nam và cũng không được sử dụng tương đối nhiều. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lược qua cái tác dụng phụ của nó chủ yếu là trên đường tiêu hóa. Đấy là đau bụng, tiêu chảy hoặc là khó tiêu một vài cái tác dụng phụ nhỏ thì đấy là liên quan đến việc là tăng men gan và sau đây thì ta chúng ta sẽ đi dần và xem cụ thể hơn với từng nhóm thuốc thì cái tỷ lệ gặp tác dụng phụ như thế nào phương hướng á, xử trí ra làm sao và chúng ta sẽ nên lựa chọn trên những cái đối tượng như thế nào để mà nó an toàn cho chúng ta đúng không? và cũng an toàn cho bệnh nhân vậy thì metformin là cái nhóm mà gọi là gì ạ à? rất là kinh điển và từ trước đến nay thì nó vẫn được coi là cái nhóm thuốc lựa chọn đầu tiên cho các bệnh nhân đái tháo đường tuyếp hai có lẽ bây giờ dựa trên những cái guideline khuyến cáo mới điều trị và đánh giá trên những cái yếu tố nguy cơ ưu tiên trên các bệnh nhân đái theo đường tuyếp 2 mà có vấn đề về có những cái nguy cơ cao về mặt tim mạch hay thận thì có thể là cái guideline nó sẽ thay đổi nhưng chúng ta vẫn coi như là ở việt nam chúng ta và các nước đang phát triển nói chung thì có lẽ là metformin vẫn là sự lựa chọn đầu tay cho tất cả các bệnh nhân đái theo đường tuyếp 2. Vậy thì nếu như mà bệnh nhân vừa mới uống metformin xong, bắt đầu uống metformin thôi thì chúng ta sẽ có thể gặp ngay những cái tác dụng phụ ngay trong những ngày đầu tiên đúng không ạ? Và những cái tác dụng phụ này thường gặp nhất là tiêu chảy, buồn nôn, đầy hơi, một số tác dụng phụ ít gặp hơn thì là đau bụng vã mồ hôi hoặc là đau đầu thì chúng ta thấy là cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa này chiếm tỷ lệ rất là cao trung bình là chiếm khoảng từ 3,74% cho đến tận 15 16% và cái nghiên cứu những cái tác dụng phụ trên mecomi này đã được tiến hành nghiên cứu rất là dài trên một số lượng bệnh nhân cũng tương đối lớn và kéo dài theo dõi trong vòng tận 4 năm vậy thì, thì chúng ta thấy là cái tác dụng phụ này chúng ta có thể gặp bất trở trên bất kỳ một bệnh nhân nào đúng không ạ không cứ là bệnh nhân có bệnh lý dạ dày ruột cũ hay không thậm chí là bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh không gặp tác dụng phụ với bất kỳ thuốc nào trước đó cũng có thể gặp những cái triệu chứng tác dụng phụ trên đường tiêu hóa chính vì thế mà chúng, khi mà chúng ta đã biết rõ bệnh nhân là cái tỷ lệ gặp tác dụng phụ này tương đối cao thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ nên tránh ở trên những cái bệnh nhân mà có những cái rối loạn của đường tiêu hóa sẵn bệnh lý đường tiêu hóa sẵn ví dụ như là bệnh lý dạ dày ruột hoặc là những bệnh nhân mà có hội chứng kép kém hấp thu những bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích đúng không ạ và đặc biệt là với những cái bệnh nhân mà bắt đầu bệnh nhân đái tháo đường đã điều trị lâu năm mà bắt đầu có những cái biến chứng thần kinh tự động của hệ tiêu hóa thì có lẽ là chúng ta cũng xem xét xem là chúng ta không điều trị những cái thuốc metformin này nữa. Và một cái cách thứ hai nếu trên những cái bệnh nhân mà chúng ta vẫn cần phải điều trị đúng không ạ? Vì rõ ràng ưu điểm của thuốc rất là nhiều và chúng ta sẽ hạn chế bớt cái tác dụng phụ của thuốc thì chúng ta nên khởi trị liều thấp từ từ và chúng ta sẽ tăng chậm thôi để tránh cho bệnh nhân có những cái phản ứng mạnh mẽ quá ạ đồng thời nữa trong vài năm gần đây thì chúng ta sẽ có những cái thuốc mà dạng bào chế tức là phóng thích chậm và tác dụng kéo dài thì đây cũng là nó giúp giảm chúng ta cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa và cũng để tránh thêm nữa thì chúng ta sẽ tránh là bệnh nhân sẽ uống sau ăn chứ chúng ta cũng không cho bệnh nhân uống gì ạ à. ngay trong lúc bệnh nhân đang ăn giống như là nhóm uh, uh, đồng ức chế alpha glucosida lâu dài hơn nếu bệnh nhân sử dụng kéo dài đúng không ạ? Thì nó chúng ta sẽ gặp một số những cái tác dụng phụ mà hiếm gặp hơn. Ví dụ như là nặng nề nhất thì đấy chính là nhiễm toan lactic thì cái tỷ lệ mà chúng ta gặp những cái đối tượng bệnh nhân nhiễm toan lactic khi dùng metformin thì nó chỉ chiếm khoảng 1 trên 30.000 bệnh nhân mà thôi và nó thường gặp ở trên những cái bệnh nhân mà đã có suy giảm mức lọc cầu thận và thường là mức lọc cầu thận dưới 60 ml/phút thì sẽ có nguy cơ cao hơn gặp cái nhiễm toan lactic hoặc là trong trường hợp là bệnh nhân sử dụng quá liều metformin và thậm chí là ngộ độc metformin tuy nhiên là nếu mà để dẫn đến ngộ độc metformin thì cái liều của sử dụng metformin thường rất là cao có thể lên đến 8 gram một ngày cơ ạ và chúng ta cũng sẽ lưu ý một số những cái yếu tố khác thì có lẽ là cái cái khởi phát cái nhiễm toan ceton thì à, nhiễm toan axit lactic cái này thì chúng ta sẽ hay gặp hơn đấy là những ở những cái bệnh nhân lớn tuổi hoặc là những bệnh nhân mà chuẩn bị phẫu thuật những bệnh nhân mà đã có những cái tình trạng bệnh mà gây thiếu oxy mô như là suy hô hấp hoặc là suy tim hoặc là những bệnh nhân nghiện rượu thì có lẽ là chúng ta cũng nên tránh cho bệnh nhân việc sử dụng metformin vì nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ cao là nhiễm toan axit lactic hơn một vấn đề tác dụng phụ nữa mà chúng ta sẽ gặp khi mà sử dụng à, Metformin kéo dài, đấy là thiếu vitamin B12 đúng không ạ? Thế thì trên những không phải là chúng ta sẽ gặp trên tất cả các bệnh nhân sử dụng Metformin kéo dài Chính vì thế là nếu như chúng ta thấy về mặt triệu chứng trên nền bệnh nhân sử dụng metformin mà bệnh nhân có thiếu máu, bệnh nhân có cái biến chứng tê bì chân tay, tức biến chứng thần kinh ngoại vi hoặc là trên những bệnh nhân mà sử dụng rượu kéo dài thì những bệnh nhân này chúng ta nên sàng lọc hay định lượng vitamin B12 để chúng ta xem bệnh nhân có cái tác dụng phụ này không. Và nếu có thì chúng ta sẽ bổ sung vitamin trong B12 cho bệnh nhân chứ không nghĩa là cứ có tác dụng phụ thì chúng ta sẽ ngừng thuốc cho bệnh nhân vì chúng ta vẫn phải xét trên cái ưu điểm của nó là kiểm soát tốt đường máu giảm Hb1c làm sao cho bệnh nhân chậm phát triển và giảm những cái biến chứng lâu dài cho bệnh nhân. Cái nhóm thứ hai cũng là một cái nhóm rất phổ biến và kinh điển đấy là nhóm Sufrenin urea và chúng ta được biết đây là một trong những cái nhóm mà tác dụng hạ đường huyết mạnh tương đương với cả insulin đúng không ạ? Chính vì tác dụng hạ đường huyết mạnh chính thì nó sẽ cũng sẽ có đi song hành với tác dụng phụ đấy chính là nguy cơ hạ đường huyết cao cho các bệnh nhân đồng thời nó sẽ có nguy cơ gây tăng cân. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có một số tác dụng phụ thông thường hiếm gặp à, gặp nhợ, gặp thông thường khác ví dụ như buồn nôn hoặc là có những cái phản ứng ban đa dạng rồi viêm da bong vẩy trên da bệnh nhân có thể đi tiểu sẫm màu và một trong những cái tác dụng phụ mà người ta quan ngại khi mà sử dụng sulfonilurea đấy là bệnh nhân có thể mất cái phản ứng tiền thích nghi đối với thiếu máu cơ tim thì chúng ta sẽ cùng xem những cái tác dụng phụ nghiêm trọng thì nó sẽ thế nào trong nhóm suprin urea thì chúng ta biết là nó có rất là nhiều thế hệ đúng không ạ và hiện tại thì chúng ta đang có những cái thuốc mà thế hệ hệ hàng một thế hệ hai và có những cái thuốc mà có tác dụng kéo dài vậy thì trong tất cả những cái thuốc này thì cái nguy cơ hạ đường huyết hay là nguy cơ tăng cân thì nó không tương đồng với nhau giữa tất cả các nhóm và cái này có lẽ là trong bài trình à, bày của bác sĩ nhung về phần cơ chế cũng đã một phần nói rõ được đúng không ạ và các nghiên cứu thì người ta chỉ ra rằng những cái nhóm thuốc hạ đường huyết mạnh như là benclamid hoặc là climepirid thì cái nguy cơ hạ đường huyết và cái nguy cơ tăng cân thì cao hơn hẳn so với cái nhóm glyclazid hoặc là clipizid chính vì thế mà với những cái đối tượng mà có nguy cơ hạ đường huyết cao hoặc là những cái nhóm mà cái nguy cơ tăng cân rất là nhiều thì khi đấy chúng ta cũng xem xét lựa chọn trong nhóm sulfonylurea thì chúng ta sẽ lựa chọn nhóm thuốc nào đúng không ạ và nếu mà để tránh cho bệnh nhân cái nguy cơ hạ đường huyết thì chúng ta sẽ xem xét là thay đổi hướng dẫn bệnh nhân về cái chế độ ăn như thế nào đúng không ạ chế độ vận động ra làm sao tránh cho bệnh nhân đừng có uống thuốc rồi bệnh nhân quên ăn hoặc là bệnh nhân lại ăn ít quá rồi là uống thuốc rồi bệnh nhân lại vận động rất là nhiều ngay sau đấy thì cũng làm tăng cái nguy cơ hạ đường huyết rồi chúng ta cũng phải tôn trọng những cái chống chỉ định của thuốc. Ví dụ như là gì ạ? Khi si bệnh nhân suy giảm chức năng gan, chức năng thận rồi, chúng ta cũng phải giảm liều theo để tránh cái việc là gì ạ? Tích lũy thuốc và gây tăng cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Và đặc biệt nữa là trên những bệnh nhân lạm dụng rượu, rõ ràng tất cả các bệnh nhân lạm dụng rượu thì chúng ta đều thấy rằng nguy cơ hạ đường huyết rất là cao, đúng không ạ? Một trong vấn đề mà chúng ta cũng phải xem xét để tránh cho bệnh nhân có cái tình trạng hạ đường huyết khi sử dụng sulfonin OA nữa. Đấy là bệnh nhân sẽ sử dụng nhiều khi là bệnh nhân có nhiều bệnh lý phối hợp, nhà bệnh nhân phải sử dụng nhiều thuốc thì có những cái loại thuốc nó sẽ làm tăng cường tác dụng, hiệp đồng tác dụng của sulfonin OA hơn và nó sẽ làm tăng cho bệnh nhân cái nguy cơ hạ đường huyết. Ví dụ như là nhóm thuốc salicylic hoặc là sulfamid rồi là những cái thuốc hạ mỡ máu dạng dòng fibrat rồi thuốc chống đông, kháng vitamin K warfarin đúng không ạ? Thì đấy là những cái thuốc mà chúng ta sẽ lưu ý. Vậy thì nếu như mà để tránh cho tình trạng bệnh nhân bị hạ đường huyết khi sử, sử dụng sulfonylurea thì thông thường chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? Vậy thì cái này thì chúng tôi đã đưa vào những cái hướng dẫn cho thậm chí là các bạn sinh viên khi mà bắt đầu học điều trị về đái tháo đường. Đấy là chính là nếu như mà chúng ta khởi trị nhóm sulfonylurea cho tất cả các bệnh nhân đái tháo đường có chỉ định thì chúng ta nên chỉ sử dụng từ liều thấp tăng dần mà thôi chứ chúng ta không nên đưa luôn cái liều khuyến cáo từ mức trung bình hoặc cao luôn đó ạ vì như thế sẽ làm cái nguy cơ hạ đường huyết rất là cao và chúng ta cũng sẽ lựa chọn những cái nhóm thuốc mà có tác dụng kéo dài và êm dịu hơn tránh cho bệnh nhân là gì ạ phải uống nhiều lần trong một ngày và liên quan trực tiếp đến cái việc là gì phải ăn ngay sau khi uống đúng không ạ trong đó hướng dẫn của bộ y tế như là tổ chức y tế thế giới thì trong sulfonylurea thì cái có cái thuốc là glibenclamide là cái thuốc mà hạ đường huyết rất mạnh và chống chỉ định sử dụng cho những bệnh nhân mà trên 60 tuổi thì chúng ta nên tôn trọng những cái chống chỉ định này. Về phần tăng cân thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta đánh giá cái đối tượng bệnh nhân mà chúng ta lựa chọn là nếu như BMI của bệnh nhân mà đang thừa cân béo phì quá thì chúng ta cũng nên tránh đúng không ạ? Còn những bệnh nhân mà BMI khá, khá là trung tính thì lúc đấy chúng ta nên lựa chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn và trong nhóm mà sulfonylurea thì chúng ta cũng xem xét là những cái nhóm phun thuốc sung, trong urea mà cái tác dụng trung tính trên cân nặng như glyclazid cl thì chúng ta cũng có thể ưu tiên hơn. Một vấn đề quan ngại nữa và có thể là ít gặp hơn trong nhóm sulfonylurea đấy là mất cái phản ứng tiền thích nghi ở những bệnh nhân mà có thiếu máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái cấu trúc phân tử của các thuốc nhóm sulfonylurea thì nó có cái nhóm uh, có cái gốc là benzamid đúng không ạ và cái này thì nó sẽ có ở các thuốc khác ngoại trừ glycazit và cái này thì nó sẽ gắn với thụ thể chuộc 2A và 2B và cái này có trên màng tế bào cơ tim và tế bào cơ trơn còn lại thì uh, cái vị trí gắn chính mà chúng ta mong muốn để mà có thể kiểm soát được đường huyết thì chính là số 1 ở trên tế bào tụy đúng không ạ? Vậy thì khi mà bệnh nhân thiếu máu cơ tim hoặc là bị nhồi máu cơ tim thì bản thân là những cái thuốc nhóm sulfonylurea nó sẽ tranh chấp với vị trí gắn của số 2A và số 2B ở trên màng tế bào cơ tim và màng tế bào trơn, cơ trơn. Chính vì thế mà nó sẽ làm mất cái phản ứng tiền thích nghi trong khi mà bệnh nhân có thiếu máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim. Và duy nhất là trong cái nhóm uh, sulfonylurea này thì chỉ có mỗi glycazid thì nó không có cái đuôi benzamid chính vì thế mà nó sẽ không gắn vào các tế bào cơ trơn hoặc là tế bào cơ tim chính vì vậy trên những bệnh nhân mà đã có tiền sử thiếu máu cơ tim những bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim hoặc là cái nguy cơ rất cao với nhồi máu cơ tim thì chúng ta cũng xem xét chúng ta lựa chọn những cái thuốc cho nó phù hợp nhóm thuốc thứ ba thì là cái nhóm mà chúng ta cũng dùng tương đối phổ biến hiện nay và đấy như nói ban đầu chúng ta thường nghĩ là cái nhóm thuốc này là khá là an toàn đúng không ạ và không có tác dụng phụ gì nhiều nhưng chúng ta cùng nhìn những cái thống kê trên một cái số lượng lớn rất là lớn bệnh nhân lên đến gần 10.000 bệnh nhân và theo dõi trong vòng 5 năm chúng ta thấy là tác dụng phụ trên đường tiêu hóa cũng tương đối nhiều trong đó tiêu chảy và buồn nôn là hay gặp nhất và có lẽ là cái mà chúng ta nhắc đến nhiều nhất sau tác dụng phụ tiêu chảy và buồn nôn thì đấy chính là cái nguy cơ viêm tụy cấp trên các bệnh nhân mà có sử dụng nhóm ức chế d 4 uh, riêng cái nhóm uh, sasa cliptin và aglo thì nó lại có những cái nghiên cứu là dẫn đến là cái nguy cơ tiến triển suy tim ở trên những cái bệnh nhân mà đã có cái nguy cơ suy tim rồi hoặc là trên bệnh nhân suy tim tiến triển với citacliptin và vinacliptin thì có quan ngại trong vấn đề là tăng cái nguy cơ gây viêm khớp cho các bệnh nhân vậy thì chúng ta cùng nhìn kết quả của các nghiên cứu trong các nhóm thuốc nhóm ức chế D4 về suy tim thì chúng ta thấy rõ ràng rằng thuốc salsalipin nó làm tăng nguy cơ tiến triển suy tim và gây nhập viện do suy tim ở các bệnh nhân đái tháo đường mà có sử dụng và rõ ràng sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê trong khi các thuốc còn lại trong nghiên cứu như là atorlipin, sitagliptin hoặc linagliptin thì cũng có À, trong đó thì có alocliptin có tăng và sitagliptin thì là không có sự thay đổi nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê như vậy nếu như những bệnh nhân mà chúng ta dự đoán rằng cái nguy cơ suy tim hoặc là đang có những cái triệu chứng liên quan đến suy tim thì chúng ta sẽ không sử dụng saxagliptin với viêm tụy cấp thì sao ạ rõ ràng rằng những cái bệnh nhân mà sử dụng tất cả các thuốc ức chế D4 thì chúng ta thấy là có tăng cái nguy cơ là viêm tụy cấp nhưng tất cả những cái này thì nó không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê chính vì thế mà để tránh chúng ta để mà an toàn thì có lẽ là chúng ta cũng nên đánh giá về cái tình trạng viêm tụy cấp hay là tiền sử viêm tụy cấp cho bệnh nhân rồi là những bệnh nhân mà đang có những cái triệu chứng nghi ngờ của viêm tụy cấp thì chúng ta cũng nên tránh cho bệnh nhân đúng không ạ hoặc là khi mà bệnh nhân đang sử dụng mà bệnh nhân có triệu chứng đau bụng buồn nôn đầy bụng giống như là viêm tụy cấp thì khi đấy chúng ta sẽ xét nghiệm và đánh giá những cái chỉ số amila hay là lipa để mà chúng ta loại trừ tác dụng phụ cho bệnh nhân. Một lần nữa nhắc lại là với tác dụng phụ suy tim thì chỉ duy nhất với sasagliptin thì chúng ta sẽ không lựa chọn cho những bệnh nhân suy tim giai đoạn mất bù hoặc là suy tim giai đoạn tiến triển. Còn nếu như mà về mặt lâm sàng chúng ta có nghi ngờ suy tim hay không thì chúng ta nên kết hợp bằng chỉ số ProBNP hoặc là siêu âm tim cho bệnh nhân để loại trừ trước khi mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân. Tiếp đến một nhóm hạ đường huyết rất là mạnh và rất là nhiều ưu điểm trong điều trị đái tháo đường cũng giống như là điều trị những cái biến chứng, kiểm soát những cái biến chứng đúng không ạ? Hoặc là mang lại lợi ích lâu dài cho việc duy trì cân nặng rồi là lợi ích trên tim mạch, trên thận. Đấy là nhóm đồng vận GLP1 đúng không ạ? Tuy nhiên là nếu mà các bác sĩ nào mà đã từng dùng nhóm này rồi thì chúng ta thấy tác dụng phụ mạnh mẽ nhất là sao ạ? là trên đường tiêu hóa đúng không ạ? Gần như là bệnh nhân sẽ gặp tác dụng phụ buồn nôn nôn rất nhiều và các thống kê thì thấy rằng tác dụng phụ này chiếm đến hơn 50% các bệnh nhân. Tuy nhiên, cái mức độ mà buồn nôn nôn này thì nó chiếm từ à, nó dao động từ cái mức độ nhẹ đến mức độ vừa, chứ ít khi chúng ta sẽ gặp mức độ nặng, đúng không ạ? một vài những cái triệu chứng khác thì chúng ta gặp đấy là đau bụng đầy hơi hoặc là bệnh nhân có thể đi ngoài phân lỏng, viêm tụy cấp thì cũng có tăng nhẹ nhưng không có sự khác biệt có nghĩa thống kê và một trong những cái tác dụng phụ mà chúng ta hay gặp nữa đấy chính là phát ban và mẩn đỏ cái vị trí tiêm, còn các tác dụng phụ khác trên đường hô hấp hoặc là những cái đau đầu thì gần như là không thấy nó ảnh hưởng gì đến cái quá trình điều trị của chúng ta và bệnh khiến bệnh nhân phải dùng thuốc. Tuy nhiên, là vì nó là cũng là một cái thuốc mà hạ đường huyết rất là mạnh, đúng không ạ? Chính vì thế mà chúng ta không thể loại bỏ được cái tác dụng phụ là hạ đường huyết và à, một trong những cái ưu điểm của thuốc khi mà chúng ta lựa chọn điều trị đấy là chúng ta mong muốn là giảm được cân cho bệnh nhân, đặc biệt là trên những bệnh nhân béo phì. Tuy nhiên rằng nếu như mà chúng ta lại lựa chọn sai hoặc là chúng ta lựa chọn cái đối tượng không phù hợp thì nó lại dẫn đến gây giảm cân rất là nhiều cho bệnh nhân và dẫn đến là bệnh nhân sẽ bỏ điều trị. Bởi vì chúng ta thấy rằng tất cả các nhóm thuốc trong à, tất cả các thuốc trong nhóm đầu vật GLP-1 thì nó đều có những cái tác dụng phụ liên quan đến phản ứng nơi vị trí tiêm hoặc là hạ đường huyết hoặc là giảm cân gần như là tương tự nhau. Trong đó thì cái nhóm Exenatide cũng là cái nhóm gần như là có sớm nhất thì đã chắc là sẽ là cái lượng bệnh nhân nghiên cứu cũng rất là nhiều và được theo dõi lâu thì gần như là cái tác dụng phụ chúng ta thấy là cũng cũng là nhiều nhất. Vậy thì nếu như mà bệnh nhân gặp phải cái tác dụng phụ buồn nôn nôn thì chúng ta để tránh cái trường hợp này thì chúng ta nên lựa chọn cho bệnh nhân tiêm với cái liều gì ạ? À? thấp nhất và chúng ta tăng liều từ từ tùy đánh giá xem là cái mức độ tác dụng phụ gặp phải nhiều hay không nếu như bệnh nhân mà có cái phản ứng này ở cái mức độ vừa chẳng hạn thì chúng ta sẽ tăng liều chậm thôi chúng ta không tăng liều nhanh còn nếu như bệnh nhân không gặp những cái tác dụng phụ như thế này thì chúng ta sẽ tăng liều theo cái tiến độ cứ ba ngày chúng ta có thể tăng liều một lần hoặc là hàng tuần cho bệnh nhân với những cái phản ứng vị trí nơi tiêm thì rõ ràng là chúng ta có thể gặp trên bất kỳ một bệnh nhân nào đúng không ạ và chúng ta sẽ không thể xác định trước được cái đối tượng mà sẽ gặp tác dụng phụ này thế thì chỉ giảm bớt được cái tác dụng phụ khi mà chúng ta sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân cách tiêm thuốc đúng cách bảo quản thuốc đúng mà thôi đúng không ạ với tình trạng hạ đường huyết thì chúng ta lưu ý rằng nếu đây là cũng là một cái thuốc hạ đường huyết giảm đường huyết mạnh, chính vì thế mà chúng ta sẽ phải lưu ý khi mà chúng ta phối hợp điều trị với những cái thuốc mà có vai trò hạ đường huyết mạnh tương ứng, ví dụ sungfurinorea hoặc là insulin thì cái nguy cơ hạ đường huyết sẽ cao hơn rất là nhiều. Vậy thì nếu như chúng ta bắt đầu điều trị với nhóm động vật GLP1 thì khi đấy chúng ta xem xét xem là chúng ta sẽ giảm liều các thuốc điều trị tương đồng hay không, đúng không ạ? Để tránh cho bệnh nhân cái tình trạng hạ đường huyết. Và À, một cái tốt hơn nữa đấy là chúng ta sẽ làm sao hướng dẫn được bệnh nhân kịp thời phát hiện và xử trí những cái phản ứng hạ đường huyết ngay từ khi bệnh nhân có tại nhà đúng không ạ để tránh cho bệnh nhân cái tình trạng hạ đường huyết nặng với tình trạng mà bệnh nhân bị giảm cân quá nhiều đúng không ạ vậy thì cái này chúng ta sẽ có thể kết hợp khi mà bệnh nhân gặp những cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa mạnh mẽ quá hay không đúng không ạ. Thế thì khi đấy chúng ta cũng nên xem xét là nếu như cái mức độ mà bệnh nhân bị tác dụng phụ trên đường tiêu hóa mạnh quá và bệnh khiến cho bệnh nhân không thể ăn uống được, bệnh nhân sút cân nhanh quá, thì khi đấy chúng ta cũng cân nhắc uh, có thể thay thế bằng các thuốc khác hay không, đúng không ạ? Và chúng ta lưu ý rằng tránh chúng ta phối hợp nhiều nhóm thuốc mà có tác dụng giảm cân ví dụ như đồng vận gel à, nhóm ức chế SGLT2 đúng không ạ đúng, chúng ta kết hợp nhiều nhóm thuốc giảm cân quá bệnh nhân giảm cân nhanh quá và bệnh nhân sẽ sẽ sợ đúng không ạ rồi vừa nhắc đến SGLT2 thì chúng ta sẽ có chúng ta sẽ nói luôn đến tác dụng phụ của nhóm ức chế SGLT2 thì trong cái nhóm này tác dụng phụ như chúng ta nói trong cái bảng tóm tắt ban đầu thì tác dụng phụ hay gặp nhất thì là những cái gì ạ nhiễm trùng đường tiểu hoặc là sinh dục đúng không ạ rồi là chúng ta cũng có thể gặp những cái tác dụng phụ về hạ đường huyết hạ huyết áp hoặc là giảm thể tích còn lại một số những cái tác dụng phụ khác hiếm gặp hơn như là bệnh nhân có thể suy thận cấp rồi bệnh nhân có thể uh, tăng cái nguy cơ nhiễm toan ceton thì chúng ta sẽ cùng bàn đến xem là chúng ta sẽ gặp trên những cái đối tượng như thế nào thì uh, cái nhiễm trùng đường tiểu và nhiễm trùng ở uh, âm đạo thì có lẽ là chúng ta sẽ gặp trong cái đặc điểm chung của tất cả Các nhóm thuốc rồi đúng không ạ Và cái tỷ lệ này nó dao động khoảng 3 đến 5% Tuy nhiên là chúng ta thấy Đây là những cái tác dụng uh, phụ Không phải là quá thường gặp Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xử trí thông thường như những điều trị những cái nhiễm trùng đường tiết niệu khác. ấy chứ thì cái nhiễm toan ceton thì có lẽ là chúng ta sẽ phải nghi ngại hơn và chúng ta sẽ phải cân nhắc xem là cái đối tượng mà chúng ta sẽ dễ gặp nhiễm toan ceton là đối tượng nào và cái tỷ lệ gặp nhiễm toan ceton này nó dao động lên đến gần 13 đến 14% ạ, chứ cũng không ít như là chúng ta nghĩ đâu. Và tình trạng hạ đường huyết thì chiếm khoảng 5% trong các nghiên cứu. vậy thì nếu như mà bệnh nhân có nguy cơ nhiễm toan cao là những cái đối tượng như thế nào thì khi đấy chúng ta không nên khởi trị với nhóm ức chế SGLT2. Ví dụ những nhóm bệnh nhân mà đang gì ạ, đường huyết rất là cao, bệnh nhân có dấu hiệu mất nước rất là nhiều đúng không ạ? Thiếu hụt insulin rất nhiều, chúng ta cũng không nên lựa chọn sử dụng SGLT2 ngay tại thời điểm đó hoặc là bệnh nhân đang có một cái bệnh đợt bệnh cấp tính rất là nặng hoặc là bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật thì chúng ta bắt buộc cũng không sử dụng trong cái thời điểm này, thậm chí là bệnh nhân đang dùng rồi, chúng ta cũng sẽ rời phải dừng nhóm ức chế GT2 này ít nhất từ 48 đến 72 giờ để an toàn cho bệnh nhân trong cái quá trình phẫu thuật. Đối với những nhiễm trùng sinh dục tiết niệu thì chúng ta sẽ hay gặp ở những cái đối tượng là gì ạ? À? Bệnh nhân nữ rồi là bệnh nhân lớn tuổi và thậm chí là bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta rất nhiều năm mà có biến chứng thần kinh tự động tại hệ thống bàng quang tín hiệu đúng không ạ thì đây là cũng là nhóm mà chúng ta sẽ phải đánh giá mặc dù chúng ta đang điều trị rất là quen thuộc rồi nhưng đến giai đoạn mà bệnh nhân có nhiều biến chứng thần kinh tự động tại hệ bàng quang tức là tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu tái đi tái lại nhiều lần thì có lẽ chúng ta cũng cần phải cân nhắc dừng và để xử trí những cái biến chứng này thì chúng ta nên khuyên bệnh nhân nên uống nhiều nước là một thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ vệ sinh cái vùng tiết niệu sinh dục thường xuyên và nếu khi bệnh nhân bắt đầu sử dụng chẳng hạn thì chúng ta nên chủ động cho bệnh nhân sàng lọc uh, những cái tác dụng phụ này bằng cách là những cái xét nghiệm nước tiểu thông thường hoặc là khám chúng ta thông qua cái việc hỏi bệnh đúng không ạ hoặc là khám phụ khoa và nếu như là bệnh nhân có gặp cái tác dụng phụ này một trong một hai lần đầu chúng ta có thể điều trị theo những cái phác đồ nhiễm trùng thông thường cho bệnh nhân tác dụng phụ thứ ba đấy là hạ đường huyết thì để tránh cho bệnh nhân cái tình trạng hạ đường huyết nặng thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc đến cái liều điều trị hoặc là những cái thuốc điều trị phối hợp đúng không ạ để chúng ta sẽ có thể giảm liều thuốc cho bệnh nhân tránh cho bệnh nhân cái tình trạng hạ đường huyết một nhóm nữa và nhóm rất này là nhóm rất phổ biến thì thì đấy chính là insulin và chúng ta đều biết rằng đây là nhóm hạ đường huyết gì mạnh nhất có tác dụng hạ đường huyết mạnh nhất thì đồng thời nó cũng sẽ đi đôi với gì ạ tác dụng phụ hạ đường huyết tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ tương tự là để tránh cho bệnh nhân cái tình trạng hạ đường huyết thì chúng ta sẽ đánh giá cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân ví dụ như những đối tượng hay bị hạ đường huyết là những đối tượng bệnh nhân lớn tuổi bệnh nhân có những cái biến chứng suy gan suy thận đúng không ạ rồi những bệnh nhân mà gì Uh, có sơ gan bệnh nhân mắc những bệnh lý nặng hoặc là đơn giản nếu bệnh nhân không có bất kỳ những cái yếu tố đó thì bệnh nhân tiêm nhiều mũi insulin trong ngày ví dụ như phác đồ basal bolus thôi cũng là cái đối tượng mà cái nguy cơ hạ đường huyết cao rồi đúng không ạ? Chính vì thế mà những đối tượng này chúng ta sẽ phản tư vấn xem là gì ạ? bệnh nhân suy gan suy thận thì chúng ta có cần giảm liều insulin đi hay không đúng không ạ rồi là chúng ta sẽ phải hướng dẫn bệnh nhân thời điểm tiêm cho phù hợp bệnh nhân tiêm các mũi insulin nhanh thì bệnh nhân sẽ phải ăn sau tiêm bao nhiêu lâu đúng không ạ rồi những bệnh nhân ăn uống kém thì sẽ phải chia nhỏ bữa ăn cho bệnh nhân ăn bữa chính bữa phụ như thế nào để tránh cho bệnh nhân cái tình trạng hạ đường huyết và khi mà chúng ta tránh cho bệnh nhân cái tình trạng hạ đường huyết tránh cho bệnh nhân cái cảm giác đói thì đồng thời chúng ta sẽ kiểm soát được cái tình trạng tăng cân của bệnh nhân đúng không ạ và một tác dụng phụ có lẽ là ở các cái khoa điều trị đái tháo đường chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều đấy là đa phần các bệnh nhân sẽ tiêm sai insulin và dẫn đến là gì? Điều trị không hiệu quả là một nhưng nó sẽ làm tổn thương tất cả những cái vị trí mô mỡ mà bệnh nhân tiêm insulin. Và khi đó thì lâu dài cái vị trí đấy sẽ dần gì? hết tác dụng khi mà chúng ta cho bệnh nhân tiêm insulin. Thế thì chúng ta sẽ gặp phải khi mà bệnh nhân tiêm sai, tiêm sai cách bảo quản thuốc không đúng đúng không ạ hoặc là bệnh nhân không luân chuyển cái vị trí tiêm thế thì không còn cách nào khác cả ngoài việc là gì ạ chúng ta sẽ phải bỏ công vào sức ra để hướng dẫn bệnh nhân tiêm đúng hoặc là chúng ta sẽ kiểm tra đánh giá cái vị trí tiêm cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân đến khám chúng ta mỗi lần như vậy là qua cái phần trình bày vừa rồi thì chúng ta đã đi lược hết tất cả những cái nhóm thuốc mà chúng ta vẫn hay sử dụng ở Việt Nam và chúng ta đang sử dụng rất là thông thường để mà chúng ta biết được là gì ạ? Mỗi loại thuốc nó sẽ đều có tác dụng chính và tác dụng phụ và chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ các tác dụng phụ để mà chúng ta có thể trao đổi và tư vấn cho bệnh nhân trước khi điều trị. Và một khi mà bệnh nhân hiểu và theo dõi được các tác dụng phụ thì bệnh nhân sẽ tuân thủ việc điều trị hơn đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần phải biết rằng các tác dụng phụ nặng nề mà chúng ta hay gặp nhất thì lại là cái tác dụng phụ mà liên quan đến tình trạng hạ đường huyết đúng không ạ? Hoặc là những cái tác dụng phụ mà ảnh hưởng lên chức năng gan thận. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cần phải đánh giá cụ thể trên từng đối tượng bệnh nhân để mà chúng ta có những cái tác dụng à chúng ta sẽ có những cái lựa chọn thuốc dựa trên những cái tác dụng chúng ta mong muốn và chúng ta sẽ tránh được những cái tác dụng phụ không mong muốn và mang lại một cái cuộc sống tốt hơn và một cái chất lượng điều trị tốt hơn cho tất cả các bệnh nhân đái tháo đường. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bùi Phương Thảo đã điểm lại rất là chi tiết các cái tác dụng phụ cũng như là cách khắc phục các cái tác dụng phụ của các cái thuốc điều trị đái đường. Thực sự chúng ta đều biết tác dụng phụ là một yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta cần phải xét đoán khi mà kê đơn nhưng mà không phải là chúng ta thấy để chúng ta sợ mà quan trọng là chúng ta hiểu để chúng ta có một cái chiến thuật điều trị nhằm đạt được hiệu quả và giảm thiểu tôi chỉ nói là giảm thiểu chúng ta không thể nào loại trừ được hết tất cả các cái tác dụng phụ được đúng không ạ nhưng mà cũng phải nói là dù bằng cách nào chúng ta thấy là tác dụng phụ vẫn thực sự là một cái thách thức và chính vì vậy thì đôi khi chúng ta sẽ phải tìm hiểu bệnh nhân mà chúng tôi vẫn dùng thuật ngữ gọi là đo ni đóng giày tức là tìm hiểu kỹ lưỡng từng bệnh nhân để chọn lựa cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân nó phù hợp đúng không ạ và một cái nữa là chúng ta thấy người ta gọi là thầy già con hát trẻ chúng ta phải càng càng có nhiều kinh nghiệm và chúng ta có được cái nhạy cảm lâm sàng chúng ta sẽ chọn lựa được nhưng mà tôi nghĩ là cá nhân tôi tôi nghĩ là về nguyên tắc thì chúng ta phải hỏi tiền sử khám lâm sàng đúng không sử dụng liều thấp bác sĩ thảo nói tăng liều chậm rồi thì chúng ta phải xem là cái thời điểm mà lựa sử dụng thuốc cho nó phù hợp đúng không ạ và và tránh dùng những cái thuốc mà nó cộng hưởng tác dụng phụ ví dụ như là uh, chúng ta lại thấy bệnh nhân có tác dụng phụ trên đường tiêu hóa thì hóa ra xem lại là vừa dùng metformin lại vừa dùng apol chẳng hạn hoặc vừa dùng metformin vừa dùng thuốc uh, ức chế uh, à, thuốc đồng vận chủ thể gp 1 chẳng hạn thì cái tác dụng phụ nó sẽ rất là nhiều một cái phần nữa mà tác dụng phụ đây cũng nói ngoài thêm cho anh chị thôi là chúng ta đôi khi chúng ta bây giờ nói thế thuốc đáy đường nhiều khi nó cũng đắt nhiều thuốc cũng rẻ nhưng mà chúng ta bệnh nhân cũng đã có tình trạng gọi là gặp phải hàng phách tức là hàng không đúng. Ở Việt Nam chúng ta chúng ta thấy có quá nhiều các cái loại thuốc mà trước đây gọi là thuốc uh, gọi là 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 hoàn tán hoặc là các cái thuốc gọi là viên mà trộn các loại thuốc vào mà trong đấy chúng ta thấy là ngại nhất đấy là chính là cái mà bác sĩ Thảo nói là Glybenclamide và một cái nhóm anh em của Metformin đấy là có thể hoặc Metformin hoặc là Fenformin là những cái thuốc mà nguy cơ bị nhiễm toan xiton rất là nhiều. Thế còn đối với cái nhóm thuốc mới mà thuốc đồng vận gp1 ý, mà bây giờ chúng ta chỉ có loại thuốc tiêm thôi nhưng trên thế giới nó có thuốc uống và thuốc đó thuốc giảm cân rất là tốt nên rất nhiều bệnh nhân béo phì thì FDA vừa cảnh báo là rất nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng là bị tác dụng phụ của thuốc đồng vận gp1 fake tức là không phải là thuốc thật bởi vì thuốc đó nó cho phép bắn qua mạng mà. cho Nên là bệnh nhân bị bị lừa rất là nhiều thế nên là tác dụng thì không thấy nhưng tác dụng phụ lại rất là nhiều bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là thảo luận à, bây giờ thì chúng ta sẽ xem các cái câu hỏi à, câu hỏi đầu tiên của bạn là hà dương chắc là nhờ bác sĩ nhung trả lời giúp em chào thầy cô cho em hỏi hbmc ở mức bao nhiêu thì là có nguy cơ hạn huyết ạ xin mời bác sĩ nhung Dạ vâng à, để đánh giá cái nguy cơ hạ đường huyết trên bệnh nhân đài tháo đường thì chúng ta sẽ phải xem xét cụ thể trên uh, từng bệnh nhân à, đối với những bệnh nhân mà uh, trẻ tuổi uh, chưa có các cái biến chứng tim mạch uh, thì mục tiêu hb1c của chúng ta là sẽ để dưới 7% như bài uh, trình bày uh, trên thì chúng tôi tôi đã trình bày đấy ạ uh, Còn đối với những bệnh nhân mà uh, đại ở những người lớn tuổi có các bệnh nhiều bệnh nền à, mà ví dụ như là đã có các cái biến chứng về tim mạch hay biến chứng thận thì nguy cơ hạ đường huyết cao hơn chính vậy chúng ta sẽ phải à, đánh giá xem là cụ thể bệnh nhân à, bao nhiêu tuổi bệnh nhân đã mức lọc cầu thận là ở mức bao nhiêu có các cái vấn đề bệnh nền khác không có tổn thương gan hay không có sơ gan hay không thì chúng ta sẽ xem xét được là đối với mỗi một bệnh nhân thì à, mức hb1c bao nhiêu thì là là hợp lý và hạn nên để Hb1c bao nhiêu thì để tránh được cái nguy cơ hạ đường huyết thì chúng ta sẽ không có một con số cụ thể đối với uh, tất cả các bệnh nhân đái tháo đường. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhung. Chúng ta đều biết là nếu Hb1c càng gần về bình thường thì nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân sẽ tăng lên. Và trong thực tế mà chúng tôi giao ban hàng ngày nếu một bệnh nhân vào viện mà có HBMC là khoảng độ 6,5 hoặc 6,8% tức đạt mục tiêu thì cá nhân tôi bao giờ tôi cũng hỏi và yêu cầu các bác sĩ chúng tôi hỏi là bệnh nhân này ở nhà có bị hạ đường huyết hay không? Có bị hạ đường huyết hay không? Và có thể nói là cái giá mà chúng ta bắt buộc phải trả thôi và người ta nói là các bệnh nhân này thân đường thì 50% bệnh nhân sẽ ít nhất là 50% bệnh nhân sẽ bị hạ đường huyết. HBMC thì các bạn lưu ý là Uh, càng càng gần về bình thường hoặc là dưới mức mà mục tiêu thì nguy cơ hạ đường huyết tăng lên nhưng mà nó là không phải là cái thông số duy nhất để dự đoán nguy cơ hạ đường huyết các bạn ạ à. bởi vì nó còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống tập nữa và đặc biệt một cái mà cái một cái mục tiêu kiểm soát đường huyết mà chúng ta cũng phải hướng tới đấy là cái dao động đường huyết người ta thấy một cái bệnh nhân mà bị càng dao động đường huyết nhiều thì nguy cơ hạ đường huyết càng cao và một cái người mà người ta thấy là dao động đường huyết nhiều chính là yếu tố sẽ dự báo là sắp bị Sắp xảy ra cái hạ đường huyết nên chúng ta sẽ phải lưu ý rất là nhiều yếu tố Nhưng mà lưu ý là HBMC Mà đạt được xung quanh mức 7% rồi Thì chúng ta sẽ phải lưu ý Và cũng nói thêm các bạn một chút là có cái câu chuyện là Chúng tôi là bác sĩ chuyên khoa Chúng tôi đặt mục tiêu là dưới 7% Nhưng nếu các bạn ở tuyến huyện Thì mục tiêu HBMC dưới 7,5% Cũng rất là happy rồi, rất là tốt rồi Bởi vì tôi nhắc lại cái câu chuyện Ở ở, ở hội nghị của ADA Năm 2019 Năm 2019 ở San Francisco thì có một cái cuộc tranh luận giữa một ông là bác sĩ đại diện cho uh, ACP tức là gần như là hội uh, bác sĩ nội khoa của Hoa Kỳ với một ông đại diện cho ADA là đại diện cho hội nội tiết là những ông bác sĩ chuyên khoa thì cái ông ACP đặt mục tiêu HbC là dưới 7,5% à, còn ông uh, ADA đặt mục tiêu là dưới 7% và chúng ta đều biết gần đây nữa thì AAC tức là hội nội tiết lâm sàng Hoa Kỳ tức là chúng tôi đánh giá là những ông rất là chuyên khoa thì cũng đặt mục tiêu HBC là dưới 6,5%. Người ta đặt mục tiêu như thế bởi người ta sẽ khống chế và người ta biết cách làm thế nào để giảm thiểu cái nguy cơ bị hạ đường huyết. Nên chúng ta sẽ phải lưu ý cái mục tiêu HBC nó làm sao cho nó phù hợp. Xin cho câu hỏi tiếp đi ạ. Vâng. chắc nhờ bác sĩ Thảo trả lời giúp cho câu hỏi là của bác sĩ Trân là cho em hỏi về việc sử dụng ức chế CT2 ở bệnh nhân có huyết áp là bao nhiêu thì an toàn để tránh bị hạ huyết áp và sử dụng ức chế CT2 nên sử dụng như thế nào để tránh việc giảm thể tích quá mức. Xin mời bác sĩ Thảo. Vâng ạ, chắc câu hỏi này cả hai câu hỏi này thì nó sẽ cùng trong một ý nè, tôi xin cũng trả lời cột luôn. Ừ, thì chúng ta sẽ đều hiểu là việc sử dụng ức chế SGLT2 thì nó sẽ giúp đào thải đường qua đường tiết niệu đồng nghĩa với việc là nó sẽ tăng tăng cái áp lực thẩm thấu qua đường tiết niệu và bệnh nhân sẽ đi tiểu nhiều hơn. Chính vì thế mà bệnh nhân cũng sẽ có nguy cơ là mất dịch và có thể giúp hạ huyết áp. Tuy nhiên là các nghiên cứu về nhóm thuốc ức chế SGLT2 thì chúng ta đều thấy là cái tác dụng phụ hạ huyết áp thì nó không phải là quá mạnh và nó chỉ có tác dụng hỗ trợ trong hạ huyết áp thôi và trung bình thì cái mức hạ huyết áp tâm thu thì nó chỉ rơi vào khoảng 5 đến 60 m thủy ngân và huyết áp tâm trương từ 2 đến 30 m thủy ngân mà thôi. Chính vì thế mà đa phần nó sẽ không gây ra cái tác dụng phụ là có cái tình trạng tụt huyết áp như là chúng ta nghĩ. Thứ hai nữa là để tránh cho bệnh nhân cái tình trạng mất mất dịch thì chúng ta bản thân là chúng ta sẽ cho bệnh nhân thứ nhất là uống vào buổi sáng để tránh bệnh nhân cái đi tiểu về đêm đã và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân uống nhiều nước đồng thời cái việc uống nhiều nước này thì nó cũng sẽ làm giảm bớt cái tác dụng phụ mà gì ạ à? nhiễm khuẩn đường tiết niệu khi mà bệnh nhân có sử dụng ức chế SGLT2 và nếu như mà chúng ta thấy rằng bệnh nhân có cái nguy cơ mà bị hạ huyết áp hay không thì chỉ có lẽ là chúng ta sẽ gặp trên những cái bệnh nhân mà đang có tăng huyết áp và chúng ta đang điều trị với các thuốc hạ áp rất là nhiều và đặc biệt là cả cả cái nhóm thuốc lợi tiểu nữa thì nó sẽ làm tăng cái tác dụng đấy phụ đấy lên và khi đấy thì chúng ta sẽ đánh giá qua cái tình trạng dịch của bệnh nhân và theo dõi huyết áp hàng ngày để chúng ta có thể điều chỉnh liều thuốc chứ còn thông thường thì có lẽ là thông thường thì chúng ta không gặp phải cái tình trạng là phải dừng thuốc do cái tác dụng phụ là tụt huyết áp vâng cảm ơn bác sĩ thảo tôi cũng rất là đồng ý bởi vì tác dụng uh, hạ huyết áp ở uh, các bệnh nhân dùng ức chế T2 nó không nhiều và dường như nó một phần tác dụng của nó giống như một cái thiazid nhẹ và như vậy thì về cẩn trọng thì người ta nói là không nên là ở uh, cái bệnh nhân dùng lợi tiểu mà chúng ta lại dùng ức chế T2 mà chúng ta giữ nguyên người ta nói là cẩn trọng thì chúng ta nên ngừng một trong các cái thuốc đó đi ngừng lên ngừng một trong các cái cái thuốc để cho nó đảm bảo an toàn. Thật cái việc uống thêm nước người ta thường khuyến cáo uống thêm khoảng độ 300 ml nước trở lên vì nó có hai tác dụng một là để bù cái lượng thể tích mà có thể mất đi nhưng cái thứ hai nữa chúng ta biết là đi, đi uống nhiều nước để đi tiểu nhiều hơn và đi tiểu nhiều hơn thì để làm cái gì ngăn ngừa nguy cơ bị nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc là đường sinh dục và tất nhiên là chúng ta thấy các cái dữ liệu về ức chế T2 ở trên các bệnh nhân lớn tuổi vẫn là một câu hỏi mặc dù gần đây có cái dữ liệu nhưng các bệnh nhân mà trên 80 tuổi chúng ta hết sức là cẩn trọng nhất là những bệnh nhân mà bệnh nhân lại có thể có các biến chứng thần kinh tự động đôi khi nó có tụt áp tư thế nữa thì chúng ta vẫn lại phải câu chuyện là chúng ta sẽ phải đánh giá à, có hai cái câu hỏi từ các bạn ở trong hội trường thứ nhất là cho em hỏi có thể kết hợp SU cùng với insulin mix 30-70 được không phát đồ 4 mũi insulin có thể kết hợp với insulin không xin mời bác sĩ Nhung trả lời uh, giúp cho là kết hợp SU cùng với phát đồ insulin mix 30-70 hoặc là kết hợp với phác đồ bốn mũi. Và xin mời bác sĩ Nhung ạ. À, thông thường thì khi mà bệnh nhân chúng ta đã sử dụng mà anh Su suyên rồi à, thì chúng ta một số phác đồ vẫn có thể phối hợp với cả uh, thuốc viên uống. Tuy nhiên là khi mà, mà bạn sử dụng uh, phác đồ suyên 2 mũi hoặc là 4 mũi thì khuyến cáo là chúng ta không nên phối hợp thêm với những nhóm mà có hiệu quả hạ đường huyết rất là mạnh à, ví dụ như là SU nữa. Chúng ta vẫn có thể phối hợp thêm với các nhóm thuốc khác ví dụ như là metformin hoặc là ức chế thụ thể uh, ức chế uh, Uh, SGLT2 hoặc là ức chế DPP4 uh, được ạ. Câu hỏi thứ hai đó là uh, bệnh nhân viêm gan B, viêm gan C khi sử dụng thuốc SU uh, và metformin thì theo dõi như thế nào? Liều thuốc, liều thuốc có cần lưu ý gì không? Uh, thì trên những bệnh nhân mà viêm gan B, viêm gan C chưa có sơ gan được điều trị ổn định. À, men gan không tăng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các nhóm thuốc viên à, ví dụ như là sulfanilure hoặc là metformin tuy nhiên là chúng ta sẽ phải theo dõi à, định kỳ à, chức năng gan chức năng thận và đặc biệt là theo dõi cái nguy cơ mà bệnh nhân à, viêm gan có đáp ứng điều trị của viêm gan hay không có nguy có bị nguy cơ viêm gan tiến triển hay không nếu mà bệnh nhân có cái tình trạng viêm gan tiến triển thì chúng ta sẽ phải dừng thuốc à, dừng và một nguyên tắc đó là dừng tất cả các loại thuốc viên điều trị đái tháo đường nếu bệnh nhân có tình trạng viêm gan tiến triển. Còn trên những bệnh nhân mà viêm gan B, viêm gan C đã có sơ gan rồi thì đây cũng là một chống chỉ định mà chúng ta sẽ phải dừng các cái nhóm thuốc viên lại. À, xin cảm ơn ạ. Vâng, các bạn nhớ cho nguyên tắc của phối hợp thuốc uống trong đấy có SU với lại thuốc tiêm và chủ yếu là insulin. Chúng ta để biết cơ chế chính của đáy đường 2 là kháng insulin và kèm theo là có thể thiếu insulin trên là khi mà bệnh nhân đã phải dùng insulin nhiều mũi hai hoặc ba mũi hoặc bốn mũi trở lên có nghĩa là tình trạng thiếu insulin rất là nhiều rồi có nghĩa cũng đồng nghĩa với chuyện là bệnh nhân đã không đáp ứng với các thuốc làm tăng tiết insulin cụ thể đây là su rồi trên thông thường khi phải dùng nhiều mũi insulin thì chúng ta sẽ ngừng su tuy nhiên chúng ta điều trị insulin chúng ta chỉ thay thế được tình trạng thiếu insulin còn kháng insulin vẫn còn và vẫn là cơ chế chính chúng ta vẫn phải duy trì các thuốc làm giảm đề kháng insulin đó là metformin là ức chế D4 hoặc là những thuốc ví dụ như là ức chế GT2 hoặc là đồng vận GP1 thì các bạn sẽ lưu ý cái 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 điều đó. Một câu hỏi là bệnh nhân vẫn tiếp tục thôi bác sĩ Nhung đang trả lời tiếp về men gan thì trả lời tiếp câu hỏi là bệnh nhân đang dùng thuốc viên điều trị đái đường và có tăng men gan thì em xin hỏi men gan là bao nhiêu thì nên ngừng thuốc và hướng xử trí tiếp theo như thế nào? Vâng, trên thử ảnh lâm sàng thì thông thường là men gan tăng hơn uh, gấp 2 so với cái giá trị ở trong ngưỡng bình thường là chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân tăng men gan uh, xem là bệnh nhân uh, có cái tình trạng viêm gan tiến triển hay không hay là có tình trạng uh, viêm gan nhiễm mỡ hay là những cái tình trạng mà do uh, gây ra tăng men gan gây ra do thuốc thì khi loại trừ các cái uh, nguyên nhân trên uh, thì chúng ta nếu mà men gan mà tăng hơn gấp 2 so với giá trị so với cả cái khoảng tham chiếu thường thì chúng ta cũng xem xét là liệu uh, chúng ta có thể uh, thay thuốc, đổi thuốc hoặc là giảm liều thuốc hay không. Được. Bác sĩ Thảo có thêm ý kiến gì không ạ về cái tác dụng phụ của thuốc đái đường ở trên bệnh nhân mà có tăng men gan thì có dùng được không và lưu ý cái gì? À, trên những bệnh nhân mà sử dụng thuốc đái tháo đường mà có tăng men gan thì chúng ta thấy là một số những cái thuốc mà có tác dụng phụ tăng men gan ví dụ là nhóm sulfonylurea hoặc là nhóm ức chế alpha glucosida cũng có báo cáo, rồi chúng ta thấy là metformin cũng có thể có nhưng khi đấy chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc đây là tác dụng phụ do thuốc hay là một cái bệnh lý gan độc lập. Chúng ta thấy là nếu những bệnh nhân mà có gan nhiễm mỡ cũng có thể gây tăng men gan, thì một trong những cái thuốc mà chúng ta vẫn nên duy trì thì lại là metformin, nhưng cái đó chúng ta cũng cần thiết phải đánh giá. Rồi chúng ta cũng thấy rằng nhóm thuốc ức chế scl 2 cũng là cái nhóm mà có trong nghiên cứu được chứng minh là có tác dụng À, tác dụng tốt lên gan nhiễm mỡ, có gây tăng men gan. Chính vì thế là nếu như chúng ta cần đánh giá đây đúng là tác dụng phụ của thuốc hay không, hay là trên nền cái bệnh lý gan độc lập, bệnh lý gan nhiễm mỡ không do rượu thì lúc đấy chúng ta sẽ xem xét để chúng ta có dừng thuốc hay không. Còn với những cái thuốc mà chúng ta đã thấy rõ ràng rằng tác dụng phụ tăng men gan sau dùng thuốc, thì có lẽ chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải dừng. Bên cạnh việc là chúng ta sẽ song song điều trị những cái nguyên và tìm những cái nguyên nhân khác gây tăng men gan. Vâng, có một cái câu hỏi tiếp, xin mời bác sĩ Thảo à, trả lời. Tôi nhận được câu hỏi là bệnh nhân đang dùng Mixtap mấy tháng nay, sau khi tiêm thì bị dị ứng, sau tiêm bị ngứa, có lúc khó thở thì xử trí như thế nào? Vậy thì nếu như mà chúng ta nghe thấy cái cái vấn đề mà bạn đặt ra câu hỏi như này thì chúng ta đang sợ là bệnh nhân có thể có dị ứng thuốc, đúng không ạ? Thậm chí là cái mức độ dị ứng có thể là phản vệ mức độ 2 độ, đúng không ạ? vậy thì um, trong những trường hợp này thì chúng ta sẽ phải xác định rõ xem là bệnh nhân sử dụng Mixtat này là loại nào đúng không ạ tức là tên thuốc cụ thể tại vì chúng ta thấy rằng mỗi một thuốc dù là human hay là analog thì nó sẽ có những cái bản chất thuốc khác nhau và dạng bào chế khác nhau thì khi đấy chúng ta nên cho bệnh nhân làm test dị ứng đúng không ạ với tất cả các loại thuốc insulin vì thực tế thì bệnh nhân đái tháo đường nào sau này cái nguy cơ cái khả năng cuối cùng thì bệnh nhân vẫn phải dùng insulin thôi đúng không ạ. Nên khi đó thì chúng ta sẽ nên cho bệnh nhân làm test xem là sẽ dị ứng với loại nào, kể cả insulin human hay là insulin analog và chúng ta sẽ test cả những cái loại tác dụng nhanh, tác dụng chậm riêng rẽ và cả insulin mix nữa đúng không ạ? Để tìm cho bệnh nhân cái loại mà bệnh nhân không dị ứng. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ phải đánh giá xem là ngoài ra bệnh nhân này có cơ địa dị ứng gì không, đúng không ạ? Có thể là nó nó bị sẩn ngứa đấy là do bệnh nhân bị um, viêm viêm nhiễm tại cái vị trí tiêm hay không đúng không ạ do bệnh nhân để lâu quá không thay kim hay là bệnh nhân bảo quản insulin ở trong tủ lạnh các thứ bỏ ra bệnh nhân tiêm ngay thì nó cũng sẽ có thì có thể có vài cái phản ứng sau khi tiêm nhưng thường những cái việc đó thì nó sẽ là không thường xuyên không liên tục ở tất cả các lần tiêm À, một lại nữa là chúng ta cũng sẽ cần xem xét xem là bệnh nhân này sử dụng insulin mixtat nhưng mà liều bao nhiêu. Tại vì nếu như cái liều thấp mà bệnh nhân vẫn còn có khả năng đáp ứng với thuốc viên chẳng hạn, thì khi đấy chúng ta sẽ trong lúc chờ, trong lúc chờ những cái xét nghiệm xem là bệnh nhân có dị ứng với thuốc hay không thì chúng ta có thể phối hợp và quay trở lại những cái phát đồ thuốc viên cho bệnh nhân. Đấy là một những một vài những cái gợi ý của tôi khi mà trong những cái trường hợp bệnh nhân như thế này ạ trong thực tế chúng tôi thỉnh thoảng cũng dựng nhận được các bệnh nhân từ các bạn là từ các tỉnh gửi đến là trong mình trạng bị uh, dị ứng insulin thì đúng là chúng ta sẽ phải cân nhắc là có thể đổi sang các loại insulin khác uh, nhưng mà cách thứ hai nữa là nếu mà không được nữa thì các bạn gửi chúng tôi chúng tôi đành phải làm giải mẫn cả thì là bắt buộc xong đấy là có thể là sẽ phải dùng có tư quýt để làm giải mẫn cả sau đó khi mà chọn lựa được cái loại insulin nào rồi thì quay sang để dùng loại insulin đó và những bệnh nhân đó chúng ta nên phối hợp tối đa như bác thảo sẽ nói các thuốc uống có thể để chúng ta sẽ giảm bớt cái nguy cơ bệnh nhân bị dị ứng insulin. À, bây giờ có một câu hỏi là à, các thuốc điều trị đáy đường có thể dùng trong bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả và khuyến cáo như thế nào? Câu hỏi thứ hai là thời điểm và quản lý như thế nào khi thêm thuốc điều trị đáy đường trong phác đồ có SU để tránh nguy cơ hạ đường huyết? Câu thứ hai thì chắc là bác sĩ Nhung sẽ sẽ um, trả lời. Còn câu thứ nhất là liên quan đến vấn đề các bạn hỏi là dùng thuốc đáy đường vào trong các bệnh nhân mà bị gan nhiễm mỡ chúng ta đều biết gan nhiễm mỡ là cái bệnh lý khá là phổ biến các bệnh nhân đái tháo đường à, đến mức mà có một ông bác sĩ người mỹ ông nói là nếu mày là bác sĩ nội tiết mà một tuần mày không phát hiện ra một ca gan nhiễm mỡ nào thì chứng tỏ mày đã bỏ sót và chúng ta đừng tưởng là gan nhiễm mỡ chỉ khi men gan cao lên chúng ta mới để ý mà men gan người ta nói thực sự ở một người bình thường men gan nó chỉ 15 20 thôi. Nếu men gan lên đến 30 40 có thể là bệnh nhân đã bị gan nhiễm mỡ rồi, đúng không ạ? Và chúng ta lưu ý là gan nhiễm mỡ bây giờ lại trở thành nguyên nhân chính gây sơ gan và ung thư gan thì chúng ta rất là phải để ý và nó rất phổ biến các bệnh nhân đái đường thế thì ở các bệnh nhân đái tháo đường trước đây thì người ta cho rằng là ngày xưa các thuốc cũ lần lượt theo lịch sử là metformin là có vẻ có tác dụng nhưng cho đến nay thì có thể nói là không và cho đến nay thì cái thuốc mà phổ gọi là có tác dụng nhất được khuyến cáo rất là rõ rệt mà thuốc đái đường đấy chính là thuốc uh, pioglitazone tức là thuốc thuộc nhóm thiazone -nede. Nidion, nhưng mà rất tiếc là Việt Nam chúng ta đang bị không có cái thuốc đó bởi vì chúng ta để biết anh của nó là Rosiglitazone thì gây ra cái tình trạng làm tăng nguy cơ tử vong tim mạch và suy tim trên bị cấm và thằng em là thằng pioglitazone ở Việt Nam chúng ta cũng không nhập vào trên chúng ta không có nó có viên 15 30 hoặc là 45 mg nhưng mà hàng sách tay vẫn có và một số bệnh nhân chúng tôi chúng tôi vẫn cho mua hàng sách tay để dùng là pioglitazone thế còn hai cái nhóm thuốc mới điều trị đáy đường là thuốc ức chế GT2 và thuốc đồng vận thủ thể GV1 thì khá là hứa hẹn, khá là hứa hẹn nhưng mà chưa phải là bằng chứng thật là chắc chắn và chưa được đưa vào khuyến cáo như người ta nói là ít nhất là có thể đưa vào điều trị cho các bệnh nhân có thể gan nhiễm mỡ bị đái tháo đường bởi vì một cái tác dụng mà chúng ta thấy rất là rõ là hai thuốc này đều làm giảm cân đều làm giảm cân trên chúng ta đều thấy là nó có thể sử dụng được nếu như chúng ta không có pioglitazone và tất nhiên là chúng ta phải điều trị các yếu tố nguy cơ khác trong đấy có kiểm soát mỡ máu và một cái thuốc chúng ta cũng có thể thêm vào đấy là vitamin E cũng đã được đưa vào trong cái khuyến cáo bây giờ một cái câu hỏi là của các bạn đến từ bệnh viện anh à, như còn một câu của bác sĩ nhung đúng không ạ mời bác sĩ nhung trả lời trước sau đến câu của thanh hóa Dạ vâng, em xin trả lời một câu hỏi của bạn là thời điểm và quản lý như thế nào khi thêm thuốc điều trị đái tháo đường trong phác đồ có sulfanilure để tránh nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân? thì uh, tôi hơi, theo tôi hiểu thì cái câu hỏi của bạn là trong một phác đồ mình sử dụng thuốc thì đã có suprinure rồi thì cái thời điểm mà mình thêm thuốc khi nào thì mình phối hợp thêm một nhóm thuốc khác để điều trị uh, quản lý đường huyết thì có hai ý đó có thể là đối với những bệnh nhân mà không đạt mục tiêu đường huyết uh, mục tiêu mà chúng ta đề ra không đạt thì chúng ta sẽ có thể thêm thuốc điều trị à, đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà sử dụng thuốc viên chưa tiêm anh thì chúng ta sẽ à, có thể thêm phối hợp thêm với các nhóm thuốc khác à, còn đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà đã sử dụng thêm anh suylin một mũi rồi à, chúng ta cũng nếu mà muốn tăng cái liều anh thì chúng ta sẽ xem xét phải giảm à, phải dừng à, nhóm suflinure lại nếu mà chúng ta tăng mũi anh à, suylin còn một ý thứ hai là đối với những cái nhóm bệnh nhân mà theo như ESC 2023 khuyến cáo vừa rồi thì đối với những cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường mà có đã có biến chứng tim mạch, biến chứng thận hoặc là có nguy cơ tim mạch rất là cao thì chúng ta vẫn có thể thêm những các cái nhóm thuốc mà có hiệu quả bảo vệ tim thận ở bất cứ cái mức hp 1 c nào và để lưu ý để giảm cái nguy cơ hạ đường huyết thì chúng ta có thể cũng sẽ cân nhắc uh, giảm liều uh, sulfinurore khi mà chúng ta thêm các cái nhóm thuốc trên. Xin cảm ơn ạ. Vâng, các bạn lưu ý là trước khi mà nói phối hợp thuốc các bạn phải lưu ý là người ta khuyến cáo là đái đường là bị lý đa cơ chế nên chúng ta nên phối hợp thuốc hơn là tăng liều tối đa một thuốc để chúng ta hạn chế các cái tác dụng phụ nói chung trong đấy có cái tác dụng phụ của uh, hoặc một số thuốc gây ra cái hạ đường huyết và nếu phối hợp thuốc chúng ta cũng nên phối hợp các thuốc thì chúng ta sẽ ưu tiên vì các bạn đều biết là theo hướng dẫn ada là ngoài cái câu chuyện là trong hợp bệnh nhân có biến chứng tim mạch và thận thì chúng ta sẽ phải lựa chọn các cái thuốc mà nó hạ đường huyết mạnh nhưng mà chúng ta cũng phải là ưu tiên lựa chọn những thuốc hạ đường huyết mạnh nhưng lại nguy cơ hạ đường huyết thấp chúng ta sẽ ưu tiên trước và sau đó cuối cùng thì chúng ta mới nghiên cứu cân nhắc cái vấn đề là phối hợp thêm với insulin và phối hợp tuy nhiên chúng ta cũng tránh cái tình trạng là nhiều bệnh nhân và nhiều thầy thuốc sợ dùng insulin quá để bệnh nhân đến cái biến chữa cái đường huyết cao nó kéo dài nó gây ra biến chứng và chúng ta khởi trị quá muộn cho nên chúng ta thấy là chúng ta cũng phải khởi trị đúng lúc nếu người ta nói là bệnh nhân một cái bệnh nhân mà đã dùng 3 loại thuốc uống trở lên với một cái liều gọi là trung bình khá thôi chứ không nhất thiết phải liều tối đa mà không kiểm soát được đường huyết thì chúng ta cân nhắc là chúng ta bắt đầu phải dùng insulin rồi. Và dùng insulin thì tốt nhất là chúng ta vẫn khởi trị một mũi xin nền và insulin nền càng loại insulin tốt là analog và thế hệ 2, ví dụ Glargine U300 hoặc là insulin Dedulix thì nguy cơ hạ đường huyết của nó sẽ càng thấp hơn để tránh. Bây giờ một cái câu hỏi từ các anh chị từ bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa là ức chế DT2 có dùng trên bệnh nhân suy tim mà có cường giáp hay không theo tôi hiểu đây tức là cái suy tim do cường giáp đúng không ạ suy tim cường giáp thì câu trả lời là có thể chúng ta đều biết là các bệnh nhân mà suy tim do cường giáp thì các thuốc trước hết là các thuốc ức chế men chuyển hoặc chạy thụ thể làm cái thuốc được khuyến cáo nó có tác dụng ở trên suy tim cho các bệnh nhân cường giáp đặc biệt là các bệnh nhân mà lại kèm theo mà có cường giáp mà có dung nhĩ và chúng ta cũng đều biết ức chế thì thứ hai có tác dụng ở trên suy tim ngoài không bị đái tháo đường và ức chế GT2 một số nghiên cứu cho thấy cũng có tác dụng ngăn ngừa hoặc làm giảm cái nguy cơ bị loạn nhịp vì vậy chúng ta có thể dùng tuy nhiên khi dùng ức chế GT2 cho các bệnh nhân cường giáp chúng ta sẽ phải lưu ý hai điều điều thứ nhất là nguy cơ bệnh nhân sẽ có thể sẽ bị mất nước nhiều hơn bản thân các bệnh nhân suy giáp người ta cũng ra ra rất nhiều mồ mồ hôi rồi và tỏa nhiệt rất là nhiều trên dùng ức chế GT2 có thể là sẽ bị à, mất nước nhiều hơn. Những cái đáng lo ngại hơn người ta thấy là các bệnh nhân dùng ức chế T2, các bệnh nhân cường giáp thì nguy cơ bị nhiễm toan ceton đặc đường huyết sẽ tăng lên. Lý do là vì tại sao? Chúng ta đều biết là các bệnh nhân mà bị cường giáp ý, thì bệnh nhân sẽ có tăng đường huyết. Và không chỉ tăng đường huyết, người ta thấy là là do tăng hấp thu hoặc là tăng tân tạo gluco thì một cái lý do khác là cái tình trạng cường giao cảm ở các bệnh nhân mà bị cường giáp bị basilo đó nó còn làm tăng phóng thích giải phóng ra glucagon và chúng ta đều biết là bản thân ức chế GT2 đã là một tác nhân gây ra nhiễm toan ceton rồi và bây giờ bệnh nhân tăng glucagon sẽ làm tăng chuyển hóa lipid đặc biệt là về buổi sáng sớm thì nguy cơ bị nhiễm toan ceton bệnh nhân sẽ tăng lên cho nên là chúng ta sẽ phải hết sức lưu ý cái nguy cơ bị nhãn tan ở các bệnh nhân mà dùng ức chế T2 ở người và bị cường giáp. Vâng, không biết là có câu hỏi nào nữa không nhỉ? Ban tổ chức xem trong chat box. Các anh chị ở đây các bạn trong hội trường có bạn nào có câu hỏi gì không? Muốn hỏi trực tiếp không ạ? Và các bạn gửi tiếp cái câu hỏi lên ạ. Vâng. À, một bạn có hỏi là khi dùng thuốc nhóm ức chế T2 nên xét nghiệm protein B trước khi sử dụng thì mức provi như thế nào thì không nên sử dụng thuốc bác sĩ thảo cho câu trả lời ạ Và chúng ta đều biết là, là nhóm ức chế SGLT2 thì nó là một trong những cái thuốc mà được chỉ định để điều trị các bệnh nhân suy tim kể cả không có đái tháo đường chính vì thế mà nếu như mà bệnh nhân về mặt lâm sàng và xét nghiệm mà có đầy đủ bằng chứng suy tim, bệnh nhân hoàn toàn có thể điều trị với nhóm ức chế SCT2 kể cả trên bệnh nhân không đái đường. vậy thì nếu như mà không để mà chúng ta muốn đánh giá và theo dõi hiệu quả của điều, điều trị suy tim, thì khi đấy chúng ta sẽ làm xét nghiệm ProBNP hoặc là chúng ta sẽ siêu âm đánh giá cũng thông qua siêu âm tim. chứ còn chúng ta sẽ không có cái mức giới hạn là ProBNP bao nhiêu thì chúng ta không nên sử dụng thuốc. Ấy. Vâng, các bạn lưu ý là thứ nhất là khi sử dụng ức chế GT2 không có chỉ định bắt buộc phải làm xét nghiệm ProBNP. Cái thứ hai nữa là chúng ta để biết là ức chế GT2 thì có tác dụng điều trị cả suy tim phân xuất tống máu bảo tồn và cả bệnh nhân và suy tim phân xuất tống máu giảm. Tức là ProBNP có thể rất cao, chúng ta vẫn có thể điều trị được. Cái thứ ba nữa là ProBNP là không đặc hiệu với suy tim và polyp có thể tăng do nhiều nguyên nhân khác là làm thông số người ta nhạy nhưng không đặc hiệu tức là có suy tim thì sẽ tăng polyp nhưng polyp mà tăng có thể do nhiều nguyên nhân khác ví dụ như là tuổi cao ví dụ như là bệnh nhân suy thận hoặc ngay cả cái bệnh nhân mà các, lúc ấy tôi trả lời câu hỏi các bệnh nhân cường giáp đặc biệt là các bệnh nhân mà có dung nhĩ bệnh nhân thì cái protein BNP Pro của bệnh nhân cũng sẽ tăng lên cho nên chúng ta sẽ phải lưu ý là nó không có cái giới hạn nào để chúng ta À, là uh, ưu tiên hay là cân nhắc ngừng không sử dụng ức uh, chế T2 ở các bệnh nhân đó. Bây giờ một câu hỏi là chắc nhờ bác sĩ Nhung trả lời giúp là giữa dao động đường huyết thiaminin với đường máu sau ăn thì kiểm soát cái nào được ưu tiên hơn trên điều kiện thực tế tại Việt Nam? Xin mời bác sĩ Nhung dạ vâng em uh, xin cảm ơn câu hỏi rất hay ạ dao à, động đường huyết thì chúng ta sẽ thấy là à, đó là cái cái khoảng mà đường huyết dao uh, động giữa đường huyết uh, có thể lên cao hoặc là xuống thấp uh, trong ngày của bệnh nhân còn time range tức là cái thời gian mà đường máu ở trong cái ngưỡng mục tiêu uh, chúng ta thông thường là sẽ đặt là khoảng uh, đối với một người bình thường khỏe mạnh thì sẽ là mục tiêu là time range là 70% cái mức đường máu ở trong giới hạn từ 4,4 à, đến à, 10 phần đến 10 mm trên lít. thế dao động đường huyết thì sẽ cho chúng ta đánh giá được cái à, cái những các cái nguy cơ nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân nếu dao động đường huyết càng nhiều thì bệnh nhân sẽ dự báo cái nguy cơ hạ đường huyết à, rất là càng cao và tham thì là sẽ à, ngoài cái mục tiêu hb1c à, truyền thống thì hiện nay tham là một cái tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá xem là cái quản lý đường huyết uh, của bệnh nhân thì là có ngoài có đạt mục tiêu hb1c không thì đường huyết có trong ngưỡng mục tiêu hay không và đây nếu tham ở trong ngưỡng mục tiêu um, thời gian càng cao thì là cái uh, sẽ cho thấy là cái nguy cơ biến chứng xảy ra đối với bệnh nhân uh, càng ít và uh, đối với điều kiện thực tế ở Việt Nam chúng ta thì uh, hb1c vẫn là cái tiêu chí vẫn là cái mục tiêu mà chúng ta uh, cần đặt ra cần đạt được Tuy uh, tuy nhiên bây giờ cũng phải uh, lưu ý các vấn đề đó là dao động đường huyết và thamin rang thì uh, trong điều kiện của Việt Nam thì chúng ta hiện tại thì uh, cái điều kiện mà bệnh nhân có thể tiếp cận được uh, để uh, được theo dõi đường máu liên tục uh, trong ngày thì chúng ta sẽ đánh giá đối với những bệnh nhân mà có điều kiện tiếp cận thì chúng ta sẽ dùng chỉ số thamin rang đối với những cái bệnh nhân mà uh, điều kiện chưa tiếp cận được cái theo dõi đường máu liên tục thì chúng ta vẫn có thể đánh giá được dao động đường huyết bằng cái chỉ số xét nghiệm đường máu đói hoặc là các cái xét nghiệm đường máu sau ăn cũng một phần nào đánh giá được cái dao động đường huyết và đặc biệt là những cái thời điểm nhạy cảm ví dụ như là một số những bệnh nhân nguy cơ hạ đường huyết cao thì chúng ta có thể đánh giá đường huyết vào 2 giờ đêm cũng sẽ đánh giá được cái dao động đường huyết của bệnh nhân vậy thì tùy vậy thì tùy đối với các cái điều kiện mà bệnh nhân tiếp cận được thì hiện chúng ta sẽ không nên không nên chỉ tập trung vào một mục tiêu nào mà chúng ta sẽ đánh giá một cách toàn diện hơn đối với từng cái điều kiện tiếp cận của bệnh nhân. Vâng, xin nhắc lại với các bạn, nếu mà chúng ta thông thường các bệnh nhân chúng ta chỉ có đo đường huyết mau mạch, chúng ta chỉ biết được đường huyết lúc đói và có thể sau ăn, nhưng mà rất hiếm bệnh nhân thử sau ăn. Thế còn bộ 5 cái mục tiêu mà chúng ta phải đạt được gồm có đường huyết lúc đói, đường huyết sau ăn, dao động đường huyết hạ đường huyết và time in rain. Nếu chúng ta có time in rain, có nghĩa là chúng ta có thiết bị theo dõi đường huyết liên tục, chúng ta sẽ biết được cả đường huyết lúc đói, cả đường huyết sau ăn, cả dao động đường huyết, cả hạ đường huyết. Như vậy chúng ta sẽ phải tận dụng tối đa một cái thiết bị nó có giá khoảng độ 1 triệu rưỡi trong vòng 2 tuần để chúng ta điều chỉnh tất cả các yếu tố đó. Còn nếu các bạn chỉ có máy đo đường máu ma mạch thôi thì chúng ta lưu ý là các cái tình trạng tăng đường huyết sau ăn mới là thủ phạm chính gây ra biến chứng tim mạch mới là thủ phạm chính gây ra tử vong. Cho nên chúng ta đừng chỉ có theo dõi đường huyết sau ăn, chúng ta bắt buộc phải theo dõi cả đường huyết. À, đừng có chỉ theo dõi đường huyết trước bữa ăn, lúc đói, chúng ta phải theo dõi đường huyết cả sau bữa ăn nữa. nhá. Yeah, thì các bạn lưu ý như thế. Bây giờ sẽ có hai cái câu hỏi. Câu đầu tiên thì chắc là nhờ bác sĩ Thảo trả lời giúp. Câu sau là nhờ bác sĩ Nhung. Câu đầu tiên là bệnh nhân đáy đường tiếp 2 béo phì, BMI là 32, điều trị metformin 2.000 mg một ngày kết hợp bút tiêm sa tức là uh, uh dira cao liều cao đấy hai tuần đầu bệnh nhân kiểm soát được huyết hiệu quả và giảm được 7 kg khi sarsena tăng lên 1.8 thì bệnh nhân bị đau đầu buồn nôn và sau đó phải giảm liều xuống 1.2 thì lại tăng cân trở lại vậy trường hợp này bệnh nhân cần chỉnh điều như thế nào để vừa kiểm soát được đường huyết lại vừa giảm được cân xin mời bác sĩ thảo Vâng ạ. À, bệnh nhân mới dùng được 2 tuần và khi mà bệnh nhân đang không có tác dụng phụ gì thì không thì không biết là bệnh nhân lúc đấy là bệnh nhân đã dùng đến liều bao nhiêu rồi ạ. À. <laughs> Tại vì nếu mà lên liều 1.8 thì với nếu mà chúng ta thấy rằng bệnh nhân bắt đầu tập gặp tác dụng phụ đau đầu và buồn nôn thì có lẽ là hơi bị đột ngột và chúng ta thấy rằng là nếu như bệnh nhân bắt đầu gặp tác dụng phụ thì chúng ta sẽ quay lại cái liều ban đầu khi mà bệnh nhân đang không gặp tác dụng phụ nhưng nếu bệnh nhân lại xuất hiện cái triệu chứng tăng cân trở lại thì có lẽ là một vấn đề chúng ta sẽ phải kiểm soát đấy là liên quan đến việc chế độ ăn của bệnh nhân hay không chế độ ăn và chế độ luyện tập của bệnh nhân hay không và chúng ta cũng phải giải thích rõ cho bệnh nhân rằng cái việc mà bắt đầu sử dụng Sazenda không có nghĩa là nó sẽ thay thế hoàn toàn cho việc là bệnh nhân không phải thực hiện chế độ ăn hay là bệnh nhân không phải tập luyện tập gì để mà có thể kiểm soát được cân nặng mà đây vẫn phải có sự kết hợp của tất cả việc thay đổi lối sống và việc sử dụng thuốc vì nếu như mà bệnh nhân uh, sử dụng thuốc mà bệnh nhân vẫn lại không tuân thủ cái việc là thay đổi lối sống thì chắc chắn là nó sẽ không không thể kéo dài được Và thêm một nữa là chúng ta cũng phải phải xem xét xem là cái cái việc mà bệnh nhân lấy liều thuốc nó có đúng hay không. Vâng, như vậy chúng ta sẽ xem xét là cái việc đây trong hợp này có thể các bạn và cả bệnh nhân cả thầy thuốc hơi sốt ruột tăng liều hơi nhanh, nguyên tắc là chúng ta 0,6 mg sau đó sau một tuần chúng ta lên 1,2 và sau đó một tuần nữa chúng ta mới có thể lên đến 1.8 và trong quá trình đó nếu chúng ta thấy bệnh nhân chỉ hơi tác dụng phụ nhẹ một chút thôi thì chúng ta có thể để thêm một hai tuần nữa giữ cái liều đó để cho bệnh nhân người ta dung nạp được với thuốc và hạn chế được tác dụng phụ đấy là cái thứ nhất và trong hợp này chúng ta xem xét chúng ta có thể giảm bớt cái liều tăng cân trở lại không phải là một cái đáng lo ngại một cái điều thứ hai nữa chúng ta phải lưu ý là bệnh nhân này vì đang dùng metformin là cái liều 2 mg liều tối đa rồi và đúng tôi có nói rồi chúng ta tránh nên dùng các thuốc nó có cùng tác dụng phụ ở trên tiêu hóa. Thì trong giờ này một là metformin bạn chuyển qua dùng loại XR nó đỡ tác dụng phụ trên đường tiêu hóa hơn hoặc là bạn cân nhắc bạn giảm bớt cái liều metformin đi vì metformin chỉ tác dụng trung tính trên cân nặng mà thôi chứ còn hoặc là có thể giảm được rất ít nên chúng ta trong trường hợp này chúng ta sẽ phải ưu tiên bệnh nhân sử dụng sasenda thì để hạn chế tác dụng phụ buồn nôn tác dụng phụ trên đường tiêu hóa chúng ta nên xem xét giảm bớt cái liều metformin sau đó chúng ta lại cân nhắc uh, ổn định uh, bớt tác dụng phụ chúng ta sẽ tăng trở lại Sasenda hoặc là thêm metformin sau. bây giờ một câu hỏi thứ hai nhờ bác sĩ Nhung trả lời giúp là bệnh nhân mới được chẩn đoán đái tháo đường có nên dùng nhóm metsu ngay không? vì theo em được biết trong thời gian đầu bệnh nhân giảm nhẹ chức năng tuyến tụy hoặc đường máu cao gây ngộ độc tuyến tụy tuyến tụy phải được nghỉ ngơi nếu bắt tuyến tụy làm việc hơn nữa thì liệu có tốt không? xin mời bác sĩ Nhung. dạ à, vâng à, thì vấn đề mà khởi điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường mới phát hiện thì chúng ta sẽ phải đánh giá cái tình trạng đường máu ban đầu của bệnh nhân nếu mà bệnh nhân đang ở trong tình trạng mà có tình trạng ngộ độc đường tức là đường máu tăng rất cao hoặc là có nguy cơ các cái biến chứng cấp tính của đái tháo đường thì chúng ta sẽ phải kiểm soát đường máu bằng insulin sau khi kiểm soát các cái nguy cơ biến chứng cấp tính hoặc và đường máu của bệnh nhân ổn định mà bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta chưa có các cái biến chứng khác mà chống chỉ định sử dụng thuốc viên thì chúng sau đấy thì chúng ta sẽ xem xét chuyển dần sang thuốc viên và su cũng có thể là một cái lựa chọn à, chúng ta có thể sử dụng được ạ. Còn nếu mà bệnh nhân mà đái tháo đường mới chẩn đoán nhưng mà không chưa có các cái biến chứng cấp tính của đái tháo đường hoặc là mức độ đường máu không phải là quá cao à, chức năng gan thận trong giới hạn bình thường không có chống chỉ định sử dụng thuốc viên gì thì su đối với trên đối tượng bệnh nhân người Việt Nam thì cũng là một lựa chọn à, hợp lý các bạn có thể sử dụng nhóm thuốc này để điều trị với những cái mức đường máu thông thường thì là đường máu HbA1c từ khoảng 7,5 mà trở lên là chúng tôi đã có thể xem xét phối hợp metformin với cả 7,5% phần trăm một c ạ thì là đã có thể phối hợp metformin với cả sulfonylure ở cái liều mà chúng ta nên để đặt một cái liều khởi điều trị là liều thấp và sẽ chỉnh liều tăng dần nên chúng ta không nên sử dụng mà cái liều trung bình hoặc liều cao của sulfonylure ngay từ đầu cảm ơn ạ. Vâng, các bạn lưu ý là bệnh nhân này theo tôi hiểu đấy là đáy đường tiếp 2. Và đường tiếp 2 thì về lý thuyết là chúng ta sẽ phải khởi trị ưu tiên bằng metformin. Vì nó làm giảm cơ chế chính, đấy là kháng insulin. Tuy nhiên chúng ta đều biết là về mặt sinh bệnh học thì uh, người Tây ấy, nó béo trên là kháng insulin rất nặng và thiếu insulin ít. Còn người Việt Nam chúng ta thì lại gầy, và đặc biệt chúng ta đều biết là theo cái điều tra dịch tễ năm 2012 rồi năm 2020 thì 2 phần 3 số bệnh nhân đáy đường chúng ta được phát hiện muộn. Trên người ta có thể đến viện trong tình trạng người ta gầy. Và bệnh nhân cái đặc điểm của những cái nhóm bệnh nhân đó đấy là lại thiếu insulin thì nhiều nhưng kháng insulin thì ít. Thì nếu những bệnh nhân đó mà HBC không quá hay nói khác là dưới 10% và không có triệu chứng ngộ độc đường thì chúng ta cân nhắc chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng SU hơn là metformin bởi vì bệnh nhân đang thiếu nhiều insulin nên chúng ta phải dùng thuốc kích thích tiết insulin. Còn nếu như là bệnh nhân người ta lại béo thì chúng ta sẽ lại phải ưu tiên là sử dụng metformin trên câu trả lời là có thể sử dụng được. Và cái dấu hiệu gợi ý ngộ độc đường trên lâm sàng đấy là bệnh nhân khát nước, tiểu nhiều, gầy sút và người ta quy ước tạm là cái đường máu lúc đói là trên 16,5 tức là trên 300 mg trên decilit và đường huyết bất kỳ là trên 19,7 tức là trên 350 mg trên đề xí đi. Những trường hợp đó chúng ta nên sử dụng insulin. Bây giờ có một câu hỏi uh, là ở một bạn ở bệnh viện y học cổ truyền bác sĩ nga bệnh viện y học cổ truyền hà đông là sunia được khuyến cáo uống trước ăn 3 phút để đạt hiệu quả kiểm soát đường huyết sau ăn. Metformin được khuyến cáo uống sau ăn. Vậy với những viên phối hợp metformin và sunia thì nên uống vào thời điểm nào? Xin ý kiến bác sĩ nhung trước. Dạ vâng, à, khuyến cáo sử dụng SU trước bữa ăn 30 phút bởi vì là à, nó sẽ tương đồng với cả cái thời gian mà SU có hiệu quả à, để khi mà nồng độ SU sẽ tăng à, khá là nhanh khi mà bệnh nhân uống thuốc vào khoảng mà sau à, tác dụng sẽ đạt đỉnh tác dụng sau à, khi uống thuốc khoảng à, 2 giờ đồng hồ và đó đó cũng là cái thời điểm mà à, đường máu son của bệnh nhân tăng cao chính vì vậy mà cái khuyến cáo sử dụng thuốc sẽ phù hợp với cả cái thời gian mà để à, kiểm soát cái đường máu còn cái thuốc metformin thì cũng là một thuốc mà cơ chế là làm giảm mà giảm có thể giảm được đường máu sau ăn nhờ vào cái cơ chế là giảm tân tạo đường à, chính vì vậy mà à, hai viên thuốc này đối với su thì có thể vừa kiểm soát được cả đường máu đói và đường máu sau ăn bởi vì tác dụng kéo dài của su thế còn metformin là kiểm soát đường máu sau ăn thì nếu đối với một viên phối hợp thì chúng ta có thể à, thông thường thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân là uống vào thời điểm ngay sau bữa ăn à, thì vẫn kiểm soát được à, cái đường máu sau bữa ăn à, 1 đến 2 tiếng của bệnh nhân và cái tác dụng kéo dài của thuốc thì sẽ kiểm soát tiếp theo được các cái thời điểm đường máu tiếp theo ở trong ngày. Xin bác sĩ thảo cho ý kiến. Về cơ chế của hai thuốc cũng như là thời gian tác dụng của hai thuốc thì đúng là như bác sĩ Nhung nói. Tuy nhiên những cái viên và dạng phối hợp giữa succudin urea và metformin thì thường là những cái thuốc mà có tác dụng nhanh chứ không phải là những cái thuốc có tác dụng kéo dài và nếu mà như mà trong một cái viên phối hợp mà chúng ta cho sử dụng cả hai thuốc này thì bệnh nhân mà uống trước ăn thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ rất là cao chính vì thế mà nếu như mà bệnh nhân sử dụng cái dạng phối hợp thì bệnh nhân sẽ uống nên uống vào cái thời điểm ngay sau ăn và chúng ta có thể uống ngay sau ăn hoặc đôi khi ngay trước ăn cũng được lý do là vì tại sao chúng ta để biết là chúng ta sẽ à, sunvira thì uống trước ăn Metformin trong nhiều trường hợp chúng ta thấy là bệnh nhân uống sau đó bị tác dụng phụ trên đường tiêu hóa thì một số bài người ta khuyến cáo là có thể chuyển qua uống ngay trước bữa ăn thì để giảm tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Như vậy chúng ta thấy là Metformin uống sau bữa ăn nhưng có cơ sở khuyến cáo là có thể uống vào ngay trước bữa ăn. Vậy trong hợp này chúng ta có thể khuyến cáo bệnh nhân uống ngay trước hoặc ngay sau bữa ăn đều được Nha. Yeah. Câu hỏi của bác sĩ Tuấn là cho em hỏi hiện nay có nhiều loại sinh nghiệm HBMC trên nhiều thiết bị mình nên chọn xét nghiệm trên máy hóa sinh là tốt hơn hay chọn máy chuyên dụng của hbmc xin mời bác sĩ nhung ạ uh các cái chỉ số hb1c thì hiện nay chúng ta sẽ ngoài uh, trong tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tái tháo đường ạ thì bây giờ hb1c cũng được, đã được uh, xem xét là một trong những tiêu chuẩn chẩn đoán tuy nhiên là hb1c phải thực hiện trên những các cái máy đã được chuẩn hóa và được uh, công nhận uh, iso thì uh, mình tốt nhất là ở những nơi mà uh, nếu mà có 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 điều kiện uh, và được uh, thì chúng ta sẽ nên chọn những các cái xét nghiệm HbA1c ở trên các cái máy máy chuyên dụng HbA1c thì đó là những cái máy đạt đạt được cái tiêu chuẩn và có thể dùng để làm cái chỉ số ngoài là để theo dõi đường huyết và có thể để làm cái chỉ số để tham góp phần cùng với cả đường huyết để làm một cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đá đường đấy ạ. Xin mời thầy Vâng, theo tôi hiểu đấy bạn hỏi tức là làm trên máy hóa sinh tức là máy mà làm nhiều thông số hay là làm trên máy chỉ làm mỗi HBMC thôi tức là người ta gọi là quanh nhập ke đấy quanh nhập ke tức là làm trên máy một thông số và cái này nó có thể áp dụng ở trong tại chỗ trong các cái labo nhỏ hoặc là trong các cái điều tra hoặc là trong các cái phòng khám nhỏ thì chúng ta đều biết là HBMC thì trước đây người ta nói là có đến khoảng độ mười mấy hai mươi cái phương pháp xét nghiệm khác nhau nhưng mà tiệu chung thì có khoảng độ năm cái phương pháp xét nghiệm chính và chính vì các cái phương pháp xét nghiệm này có độ sai số trên người ta mới yêu cầu là phải được chuẩn hóa theo hội hóa sinh Hoa Kỳ và theo cái phương pháp và được làm trong nghiên cứu DCCT. Nghiên cứu DCCT là cái nghiên cứu chứng minh rằng là đường huyết cao thì gây ra biến chứng và nếu chúng ta kiểm soát đường huyết tích cực ở trên các bệnh nhân đang đường 1 và sau đó giai đoạn edit đấy, nghiên cứu kéo dài mà cái pha kéo dài của nó gần đây nhất là mới công bố cách đây một năm thôi ấy, để chứng minh rằng là cái HBC nó có, chúng ta kiểm soát tốt để nó có cái hiệu quả chính vì vậy chúng ta thấy là làm trên máy hóa sinh hay máy chuyên dụng hbmc chỉ làm một mình thì vấn đề là làm phương pháp nào và máy đó uh, có được hội hóa sinh hoa kỳ chuẩn hóa kiểm hóa làm theo phương pháp mà trong cái nghiên cứu DCCT hay không thế còn uh, với cái máy một số máy chuyên dụng mà người ta gọi quanh hợp ke tức là làm bằng máy mau mạch nhá các bạn nhá hbmc có thể làm bằng máy mau mạch thì cái độ chính xác của mà nếu tôi nhớ ông nhầm là của Nhật mấy cái nó có thì cái độ chính xác của nó chưa được đảm bảo cho nên đặc biệt khi mà sử dụng để chẩn đoán thì chúng ta nên làm trên các cái máy mà được chuẩn hóa chủ yếu đây là các cái máy hóa sinh tốt hơn là các cái máy chuyên dụng Vâng, tiếp tục có 3 câu hỏi của bệnh nhân các bạn đến từ nội tiết thanh hóa một là bệnh nhân nam 16 tuổi, mina 23 có hội chứng gai đen đã điều chỉnh cho ăn 3 tháng cân nặng không cải thiện gai đen không giảm có được dùng GP1 không thứ hai bệnh nhân đang dùng insulin giấy da liệu có gây nên giảm kali máu không và thứ ba nhóm Su có nên chia uống hai lần trước ăn sáng chiều hay chỉ dùng trước ăn sáng câu đầu tiên thì xin mời bác sĩ Thảo trả lời vâng ạ nếu bệnh nhân nam 16 tuổi BMI BMI 23 có hội chứng gai đen Thế thì mục tiêu của chúng ta khi mà chúng ta mong muốn sử dụng gel p 1 đồng vận gel p 1 là gì Chúng ta mong muốn là để bệnh nhân giảm cân, bệnh nhân kiểm soát cân nặng hay như thế nào thì rõ ràng nếu mà với tiêu chuẩn để mà chúng ta có thể sử dụng được đồng vật gel p 1 thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta chưa có tiêu chuẩn. Thứ hai nữa là bệnh nhân này lại là một bệnh nhân 16 tuổi, tức là bệnh nhân vẫn còn đang trong cái giai đoạn dậy thì và phát triển đúng không ạ? Bệnh nhân có thể sẽ còn uh, tiếp tục có thể tăng cân hoặc là tăng chiều cao các thứ để Thế thì nếu như mà chúng ta để mà uh, rõ ràng là về mặt tiêu chuẩn sử dụng ước chế đồng vận GLP-1 thì chúng ta chưa 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 nên sử dụng rồi, chưa được sử dụng rồi, đúng không ạ? Và nếu mà thế thì chúng ta nên đánh giá xem là à bệnh nhân có cái nguy cơ này thì bệnh nhân có cái tiền đái tháo đường hay là bệnh nhân có đái tháo đường hay không. Thì khi đấy chúng ta sẽ có những cái cơ sở hoặc chúng ta sẽ có những cái lý luận để mà giúp cho bệnh nhân thay đổi về chế độ ăn, chế luận tập lịch sinh hoạt để mà cho bệnh nhân có thể thay đổi hiệu quả hơn chứ không đơn thuần là chúng ta chỉ dựa vào mỗi cái chuyện là BMI hoặc là cái có cái gai đen để mà chúng ta quyết định là chúng ta dùng glp 1 hay không. Vâng, cái đầu tiên tôi muốn nói các bạn là thuốc đồng vận GP1 có được chỉ định cho đã có nghiên cứu là có thể dùng được cho các bệnh nhân mà trẻ vị thành niên và bệnh nhân này 16 tuổi có thể dùng được. Nhưng bệnh nhân này thì chúng ta thấy là với bác sĩ Thảo đã phân tích rồi biên ai 23 chúng ta hoàn toàn điều chỉnh chế độ ăn và đánh giá yếu tố nguy cơ. Cái thứ ba nữa là cái gì là cái gai đen nó không dễ giảm mờ đâu các anh chị ạ. À. Nó không dễ giảm mờ đâu cho nên là chúng ta đừng có mong 3 tháng mà lại thấy là không đỡ mà lại lại quyết định là là là, là sử dụng một cái thuốc mà nó khá là đắt tiền lại thuốc tiêm và lại những một số có một cái số tác dụng phụ chứ không phải là thực sự là an toàn. trường hợp này chúng ta thấy cứ kiên trì điều chỉnh chế độ ăn uống và đánh giá cái yếu tố nguy cơ đã. nhá yeah. câu thứ hai là bệnh nhân dùng insulin dưới da liệu có thể gây nên giảm kali máu hay không? câu trả lời là không. Vì chúng ta chỉ điều trị cái liều thay thế và tiêm dưới da. thế là nó sẽ đi vào cái à, thẳng vào máu. thế là cái nguy cơ gây hạ kali máu khi tiêm dưới da là rất thấp. chúng ta không đáng lo ngại câu thứ ba là Sunia có nên chi uống hai lần trước ăn sáng chiều hay chỉ dùng trước ăn sáng xin mời bác sinh nhung ạ vâng à, đối với các cái nhóm thuốc sulfonylurea trước đây thì uh, thường là những cái thuốc mà có tác dụng uh, ngắn, tác dụng uh, kéo dài khoảng uh, 6 đến 8 tiếng. Uh, đó là những các cái chế phẩm mà uh, ví dụ như là tám 80 mg thông thường trước đây hoặc là nhóm thuốc Glibenclamide thì tác dụng ngắn thì uh, có thể là chia liều uống hai lần một ngày. Còn đối với những các cái chế phẩm uh, uh, mà có dạng phóng thích tác dụng chậm kéo dài ạ. Ví dụ như là gliriclazide MA hoặc là những các cái phân tử mà có cái thời gian tác dụng kéo dài ví dụ như glimepiride thì thông thường thì chúng ta có thể dùng một lần, duy nhất một lần trong ngày thì vẫn có thể tác dụng vẫn có thể kéo dài 24 giờ. Tuy nhiên là lưu ý các bạn là đối với những các cái nhóm thuốc mà thế hệ cũ thì chúng ta cũng không nên dùng nữa, chúng ta nên chuyển sang sử dụng các cái nhóm thuốc thế hệ mới và có cái thời gian phóng thích kéo dài thì cái kiểm soát được đường máu sẽ ít gây hạ đường huyết hơn. Vâng, chúng ta sẽ phải lưu ý rằng là các bệnh nhân đái tháo đường, sở dĩ người ta khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng các thuốc tác dụng à, à, dùng một lần một ngày, bởi vì các bệnh nhân đái tháo đường sau vài năm người ta sẽ phải dùng rất nhiều thuốc và tuân thủ nó sẽ rất là kém nếu phải dùng quá nhiều loại thuốc, quá nhiều thời điểm trên cái chuyện dùng một là dùng một lần một ngày, hai là gọi là polypill tức là viên phối hợp, nhiều loại thuốc trong một viên thuốc sẽ là cái xu hướng của chúng ta nên khuyến cáo bệnh nhân hoặc là kê đơn cho bệnh nhân sử dụng các cái loại thuốc mà dùng một lần một ngày. À, các bạn ở bệnh viện Phú Thọ có hỏi một bệnh nhân đấy đường tiếp 2 mới phát hiện được máu lúc đói 16 mmol/L, HBC 12,5%, BMI 27, chức năng gan thận bình thường, bệnh nhân đang dùng phác đồ base bolus có thể chuyển sang nhóm thuốc uống phối hợp ưu tiên các thuốc giảm cân được hay không? hay sẽ gộp mũi tiêm phối hợp thuốc viên đợi khi hb giảm mới đổi hoàn toàn sang thuốc viên câu này tôi xin phép trả lời là những bệnh nhân mới phát hiện như thế này thì thông thường các bạn đừng có vội chúng ta phải đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết trước đã khi kiểm soát đường huyết ổn rồi và chúng ta thấy các bạn sẽ dựa trên mấy cái yếu tố để chúng ta nó có hai việc một là tiên lượng bệnh nhân này có dùng thuốc uống hay không và cái thứ hai là cách thức chuyển sang thuốc uống như thế nào thì cái tiên lượng chuyển sang thuốc uống các bạn xem tiên lượng có chuyển sang thuốc uống được hay không thứ nhất liều insulin bệnh nhân đang là bao nhiêu nếu trên 40 đơn vị mới kiểm soát được đường huyết thì chứng tỏ đang thiếu insulin rất là nhiều chúng ta không nên dùng thuốc uống nhưng nếu dưới 40 đơn vị đặc biệt dưới 30 đơn vị thì ok thứ hai bệnh nhân này rất tốt BIA 27 tức là bệnh nhân đang có kháng insulin rất là nhiều và kháng insulin tôi nói nếu kháng insulin thì bệnh nhân thiếu insulin rất là ít chúng ta có rất là nhiều thuốc để làm giảm kháng insulin và làm giảm cân chúng ta ok cái thứ ba là bệnh nhân mới phát hiện bởi vì nếu bệnh nhân người ta nói bị đái đường khoảng độ 10 năm rồi thì khả năng là cái tụy nội sinh nó bị rất là kém rồi không còn khả năng chuyển sang nữa và yếu tố thứ tư đấy là cái bệnh nhân có chống chỉ định gì hay không hoặc là có một cái bệnh Lý gì đi kèm mà khiến bệnh nhân sử dùng insulin ấy không? Nếu như không có thì bệnh nhân này nếu chúng ta kiểm soát được đường huyết và liều insulin dưới 40 đơn vị hoàn toàn có thể được. Thế còn cách thứ hai chuyển sang như thế nào thì từ 4 mũi các bạn nên chuyển thành 3 mũi hoặc 2 mũi và khi ngay khi giảm số mũi hoặc là, là có thể khi vẫn đang dùng 4 mũi thì các bạn nên gối các thuốc làm giảm kháng insulin vào vì vẫn câu chuyện như mấy tôi nói là cơ chế chính là anh thứ 2 là làm giảm khả kháng, là kháng insulin. Còn bệnh nhân có thèm kèm theo đấy là có thiếu insulin thì chúng ta điều trị insulin base chúng ta chỉ khắc phục được tình trạng thiếu insulin mà thôi còn kháng insulin bệnh nhân này rất là rõ thì chúng ta bắt buộc phải phối hợp thêm các thuốc uống và chúng ta ưu tiên sẽ là metformin ức chế D4 hoặc ức chế T2 thậm chí thậm chí nhá nếu bệnh nhân có gan nhiễm mỡ mặc dù đang thừa cân chúng ta cũng có thể cho pioglitazone cũng được và chúng ta chuyển từ bốn mũi chuyển thành ba mũi sau đó thành hai mũi và sau đó khi mà chuyển thành hai mũi thấy ổn rồi thì thông thường xu hướng là chúng ta sẽ giữ nguyên liều các cái thuốc uống làm giảm kháng insulin và chúng ta sẽ thay insulin đó bằng một loại thuốc kích thích tiết insulin mà cụ thể ở đây là sulfonylurea nhá và nếu bệnh nhân đang nằm viện người ta khuyến cáo đang từ thuốc tiêm chuyển sang thuốc uống anh bắt buộc phải để bệnh nhân nằm viện theo dõi ít nhất 48 tiếng anh mới được cho bệnh nhân ra viện không bao giờ thấy bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện thấy liều insulin rất là tốt kiểm soát rất là tốt đang dùng một loại thuốc uống rồi bảo từ ngày mai ra viện Tôi sẽ chuyển hẳn cho bác sang thuốc uống, không phải tiêm nữa thì điều đó là không nên Nha. Bây giờ một câu hỏi nữa chắc nhờ bác sĩ Thảo trả lời giúp của bác sĩ Hiếu bệnh viện Giao thông vận tải, Có nên phối hợp đấy Aspart với Metformin và SU hay không? Xin mời bác sĩ Thảo. ai đấy Aspart xin giới thiệu đấy là một cái loại insulin hỗn hợp uh, mix giữa insulin Aspart nhanh với là insulin uh, Degludec, insulin nền mà thế hệ 2 tác dụng kéo dài đến 42 tiếng mà à, như vậy là trong câu hỏi này thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng bệnh nhân sẽ sử dụng cả ba nhóm thuốc đều là những cái nhóm thuốc hạ đường huyết rất là mạnh. À, bệnh nhân nếu như đang dùng sulfonylurea và metformin nhưng chưa kiểm soát được đường huyết hoặc là bệnh nhân có thể là đang sử dụng một mũi insulin nền nữa rồi, để chẳng hạn mà chưa kiểm soát được đường huyết, vậy thì à, bác sĩ muốn mong muốn rằng sẽ sử dụng cái loại insulin phối hợp có thêm thành phần insulin nhanh nữa để kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân thế thì trong trường hợp này thì người ta đã khuyến cáo là nếu như mà bệnh nhân bắt đầu có sử dụng cái mũi phối hợp insulin idegap để mà kiểm soát đường huyết thì để cẩn trọng tránh cho bệnh nhân cái tình trạng hạ đường huyết thì chúng ta nên dừng sulphonylurea còn nếu như mà trong trường hợp mà các bác sĩ đang bệnh nhân chỉ dùng duy nhất một mũi insulin idegap thông thường có thể là vào cái bữa ăn mà bệnh nhân ăn nhiều nhất chẳng hạn để nhà mục đích là sẽ hạ cái đường huyết sau ăn cho bệnh nhân thì khi đấy Chúng, một là nếu như mà đường huyết của bệnh nhân quá cao thì chúng ta có thể là uh, cắt luôn sulfonylurea và giữ nguyên metformin cho bệnh nhân và nếu như mà bệnh nhân chưa kiểm soát được đường huyết thì khi đấy một trong những cái phác đồ mà chúng ta có thể sử dụng đấy là sử dụng hai mũi insulin IDH cho bệnh nhân chứ chúng ta không nên vừa giữ uh, IDA và kết hợp với sulfonylurea thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ rất là cao và trên những bệnh nhân chúng ta đã nói ngay từ đầu là nếu như mà bệnh nhân mà đái tháo đường thứ hai nhiều năm và đã có đến cái mức mà phải nhu cầu sử dụng cả insulin nền và cả insulin nhanh rồi thì thông thường sulfonylurea nó cũng ít tác dụng. ờ uh đồng ý với bác sĩ Thảo như chúng ta cũng phải nhìn nhận khía cạnh là như này, nếu giả sử bệnh nhân mà đang dùng cái phác đồ đấy đường tiếp 2 phổ biến là dùng metformin phối với SU mà không kiểm soát được đường huyết thì lúc đó cái khuyến cáo của ADA là chúng ta sẽ tiêm thêm một mũi đồng vận GP1 là tốt nhất. Nhưng nếu mà bệnh nhân chống chỉ định hoặc không có điều kiện dùng GP1 thì chúng ta sẽ dùng mũi anh suy nền. Nhưng nếu sử dụng một mũi anh suy nền mà không kiểm soát được đường huyết, không kiểm soát được HbA1c và chúng ta có bằng chứng là bệnh nhân có tăng đường huyết ở sau bữa ăn tối hoặc sau bữa ăn trưa hoặc sau bữa ăn sáng một cái tăng đường huyết sau bữa ăn nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể tiêm thêm một mũi insulin IDEX Aspart và IDEX Aspart nó gồm một mũi nền và một phần nhanh để nó giống như phát đồ Base Plus trước đây chúng ta vẫn đang sử dụng và trong hiệp đó thì chúng ta hoàn toàn có thể vẫn giữ nguyên metformin và SU nhưng SU có thể cân nhắc là giảm liều Cần nhắc có thể giảm liều bởi vì nếu chúng ta đang dùng một mũi insulin nền rồi cộng với metformin cộng su mà vẫn không kiểm soát được đường huyết thì trong lúc đó chúng ta có thể chuyển sang idex aspart tức là một mũi insulin nền cộng với lại một mũi insulin nhanh tiêm vào trước cái bữa ăn nào nhiều nhất hoặc có tăng đường huyết sau bữa ăn cao nhất và chúng ta có thể giữ nguyên su và metformin đây có lẽ là một trong những câu hỏi cuối là thầy cô cho em hỏi bệnh nhân vào viện do viêm phổi đái tháo đường tiếp 2 đang ở nhà uống 3 viên Metformin Glycazide 500 uh, trên 80mg vào viện điều trị bằng Actapit, salin M, salin N đều bị mẩn ngứa sau tiêm. Vậy em nên kiểm soát đường huyết của bệnh nhân bằng thuốc nào? Đúng không ạ? À, chúng ta lưu ý là các bệnh nhân mà viêm phổi, đây tôi nghĩ là viêm phổi nặng. Và nói chung các bệnh nhân mà vào viện người ta đều khuyến cáo là ngừng các thuốc uống để tránh nguy cơ bệnh nhân bị suy thận bệnh nhân bị các yếu tố mất bù và sử dụng phác đồ insulin và điều phác đồ insulin base bolus. Thế đây thì ở bạn đang có insulin actrapid là insulin nhanh, sở insulin NM là insulin hỗn hợp, sở insulin N là insulin bán trợ. Và như vậy chúng ta đang chưa có, à như vậy chúng ta có thể là sử dụng một loại insulin bolus khác với insulin actrapid bạn có thể có sử dụng sơ r bạn có thể sử dụng apidra tức là glulizine anh analog hoặc là bạn có thể sử dụng novorapid thử xem à, cái thứ hai nữa là anh nền chúng ta cũng còn có nhiều loại khác anh nph khác hoặc là chúng ta có thể có lăng tớp hoặc là có thể có dertermir đúng không ạ để chúng ta có thể đổi sang các loại anh khác cái thứ hai là nếu như là chúng ta không có điều kiện như thế thì mà cái viêm phổi của bệnh nhân không quá nặng thì chúng ta có thể chỉ sử dụng SU đơn thuần thôi. Chúng ta không nên sử dụng metformin bởi vì nguy cơ bệnh nhân sẽ bị nhiễm toan do viêm phổi nó sẽ bị chuyển hóa yếm khí và bệnh nhân sẽ có nguy cơ suy thận. Chúng ta dùng glycrazid, glycrazid trong một số trường hợp suy thận nó vẫn có thể an toàn. Chúng ta sử dụng glycrazid thôi và chúng ta sẽ tiêm thêm một hoặc là hai mũi insulin nền một hoặc là hai mũi nền khác. Cái thứ ba nữa là trong hợp này bị mẩn ngứa sau tiêm đôi khi chúng ta cũng lại phải xem xét là cái kỹ thuật tiêm có đúng hay không. Nhiều ví dụ như là bôi cồn xong đấy là tiêm cồn vẫn đang rất là nhiều chúng ta tiêm và như vậy bệnh nhân người ta dị ứng đẩy nó cồn vào hoặc có khi bệnh nhân lại sốt phát ban hay là một cái lý do gì đấy nữa thì chúng ta có thể thay đổi nhé. Và nếu dị ứng thì chúng ta khi tiêm một cái liều mới thì chúng ta nên bắt đầu một cái liều cũ à xin lỗi là bằng một cái liều thấp để chúng ta sẽ đánh giá và cái cuối cùng như tôi nói không còn cách nào khác thì bạn vẫn phải đồng thời tiêm insulin và đồng thời cho các thuốc ức chế miễn dịch hoặc là giảm dị ứng hoặc là có thuốc quý bởi vì cái câu chuyện mà chúng tôi có một cái ca lâm sàng mà đăng trên tạp chí BMG đấy là mới ca mà nhiễm toan ceton vào sau đó dị ứng các loại insulin mà nhiễm toan ceton vào cấp cứu A9 bắt buộc phải truyền insulin thì tất cả chuẩn bị hết tất cả ra thuốc chống sốc chống phản vệ rồi có thuốc quý và truyền liều chậm sau đó theo dõi như thế nào đấy thôi nhá và điều trị các cái biện pháp khác nhá thì chúng ta cần chúng ta vẫn phải dùng bây giờ có một bạn muốn trao đổi lại với bác sĩ nhung bác sĩ thân lần theo bác sĩ nhung trình bày khi nhóm thuốc hiện tại là mép phong minh không còn khuyến cáo đầu tay mà chuyển sang nhóm xét su thế mới đúng không thưa bác sĩ vâng xin mời bác sĩ nhung trao đổi lại chả dạ không ạ. À. Vâng xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Thì uh, theo cái guideline hướng dẫn của ADA bây giờ thì nếu mà chúng ta sẽ điều trị theo uh, tiếp cận điều trị đái tháo đường theo từng bước điều trị thì uh, metformin vẫn là khuyến cáo đầu tay. Uh, 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 tôi đã nói tắt về cái vấn đề mà chúng ta điều trị theo từng bước mà uh, trình bày luôn về cái vấn đề là uh, bởi vì cơ chế bệnh đái tháo đường là một cái bệnh mà cơ chế rất là phức tạp cho nên chúng ta uh, khuyến cáo và uh, nhiều bằng chứng cũng đã có cho cho thấy rằng là chúng ta nên uh, phối hợp điều trị phối hợp sớm uh, tích cực và sớm cho bệnh nhân thì trong các cái phối hợp đó thì SU với metformin là một trong các cái phối hợp nền tảng À, chứ không phải là SU là một cái nhóm thuốc mà à, có khuyến cáo được khuyến cáo là điều trị đầu tay tuy nhiên đối với đối tượng những bệnh nhân à, ở Việt Nam và bệnh nhân Châu Á nói chung à, thì chúng ta có đặc điểm là những bệnh nhân mà gầy à, thiếu insulin nhiều hơn kháng insulin thì một số những bệnh nhân mà đến với bạn nếu mà bệnh nhân rất là gầy à, bệnh nhân có mức độ đường máu cao bạn vẫn có thể khởi điều trị bằng anh bằng à, nhóm thuốc su được à, không sai à, còn với cái khuyến cáo chung của trên thế giới đặc biệt là ADA thì người ta vẫn cứ khuyến vẫn khuyến cáo metformin sẽ là chỉ định đầu tay vâng trao đổi thêm với các bạn một chút là nếu theo ADA người ta sẽ đi theo hai ngả là nếu bệnh nhân có biến chứng tim mạch thận hoặc là suy tim hoặc là đa yếu tố nguy cơ tim mạch cao á thì có thể sẽ dùng ức chế Gt2 hoặc là đồng vận G1 là thuốc đầu tay nếu không thì sẽ đi theo hai cái hướng một là bệnh nhân có cần giảm đường huyết nhanh hay không và thứ hai là có cần giảm cân hay không và trong các khuyến cáo của ADA và gần đây là đặc biệt là ESC thì đều nói là các thuốc ức chế Gt2 hoặc đồng vận G1 có thể sẽ là lựa chọn đầu tay cho các bệnh nhân đã có biến chứng tim mạch hoặc là thận rồi và metformin chỉ là thuốc thêm vào mà thôi. Thế còn ở Việt Nam chúng ta thì nếu như bệnh nhân chưa có biến chứng tim mạch và thận thì chúng ta vẫn ưu tiên sử dụng metformin, bác sĩ Nhung nói rồi, vẫn là cái thuốc điều trị đầu tay cho các bệnh nhân chúng ta nếu chưa có biến chứng tim mạch thận, tức là không có chỉ định dùng ức chế T2 hoặc đồng vận GMP1. Và chúng ta sau đó chúng ta có thể phối hợp với SU, nhưng một số trường hợp chúng ta có thể sử dụng SU ngay từ đầu nếu bệnh nhân người ta gầy hoặc là đường máu của bệnh nhân cao thì chúng ta có thể phối hợp SU và metformin dùng ngay từ đầu. Nhắc lại để các bạn rõ như thế. Không biết có còn câu hỏi nào nữa không ạ? Vâng, vâng chắc đây là câu hỏi cuối. À, với bệnh nhân đáy đường tiếp 2 mới phát hiện hba 14% sau hướng dẫn chế độ ăn tiêm insulin basal bolus có test đường máu mao mạch trước ăn, sau ăn và trước khi đi ngủ đạt mục tiêu. Sau khi chuyển tiêm đã ổn định ta có thể chuyển ngay sang thuốc viên khi không có chống nghị định hay chờ sau khi 3 tháng Hb giảm mới được dùng thuốc viên. Vậy tôi có nói rồi, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể một số trường hợp uh, bệnh nhân mà vào viện chỗ chúng tôi thì sau khoảng độ 2 tuần điều trị thấy liều insulin của bệnh nhân không có cao kiểm soát đường huyết tốt rồi hoàn toàn chúng tôi có thể chuyển sang thuốc uống ngay được nhá chuyển sang thuốc uống hoàn toàn đấy chứ còn cái việc mà phối hợp thuốc uh, uống với lại thuốc tiêm thì có thể phối hợp sớm hơn và chỉ nhấn mạnh với các bạn là cái thuốc mà khuyến cáo các bạn là nếu đang dùng insulin cái thuốc đầu tiên thuốc uống đầu tiên được phối hợp nên khuyến cáo đấy là ức chế D4 với ức chế D4 thì hai cái thuốc có nhiều bằng chứng đấy là sitagliptin và lilagliptin và sau đó nếu cho phép chúng ta mới nên sử dụng metformin chứ không nên phối hợp với metformin sớm bởi vì tại sao cái ức chế D4 nó an toàn hay nói cách khác là nó lành hơn ở các bệnh nhân mà mới nhập viện và chúng ta chưa đánh giá hết tất cả các cái yếu tố nguy cơ hoặc là lúc đó đường máu của bệnh nhân chưa thực sự là cái kiểm soát nó rất là tốt chúng ta có thể thêm cái thuốc ức chế D4 vào. Yeah. Vâng, bây giờ thì chắc là cũng 1 giờ 15 rồi thì cho phép là câu hỏi thì chắc cũng còn một số câu hỏi thì chúng tôi sẽ xin phép là sẽ trả lời sau thì thưa các bạn hôm nay là nhân ngày đáy đường thế giới chúng ta có một cái buổi hội thảo đầu tiên về cái chủ đề kiểm soát đường huyết và kiểm soát đường huyết chúng ta đều mong muốn đấy là đạt mục tiêu cái điều mà chúng ta nên và mong muốn nhưng mà cũng không ai tránh khỏi là yêu nhau quá thì sẽ có một lúc là đưa nhau đi hơi quá xa là hơi quá mục tiêu hoặc là chưa tìm hiểu kỹ thì cái cô người yêu hay anh người yêu của mình đấy lại có một số cái đức tính mà chưa được tốt lắm. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh, chúng ta sẽ phải tìm hiểu. Nhưng các cụ nói là tìm hiểu phải thật kỹ để tránh uh, các cái tác dụng phụ. Hay nói chính xác ra người ta gọi là các tác dụng không mong muốn adverse event hoặc là biến cố ngoại ý. là Không mong muốn, ngoại ý chúng ta chứ không phải là cái uh, tác dụng phụ. Thì chúng ta thấy là rõ ràng HVMC vẫn là cái mục tiêu chúng ta cần phải đạt được đúng không ạ? và để đạt được HbC đó chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng các cái thuốc theo các khuyến cáo nhưng nó phải phù hợp với đặc điểm từng bệnh nhân đặc điểm từng bệnh nhân không chỉ là đặc điểm về bệnh lý mà đặc điểm cả về cái thói quen ăn uống sinh hoạt và cái khả năng điều kiện kinh tế cái hiểu biết của người ta và cái, cái điều đó nó hiện rất là rõ từ ngay từ cái khâu đầu tiên tức là khi chúng ta thiết lập cái mục tiêu HbC cho bệnh nhân rồi đúng không ạ thế thì hôm nay là cái buổi đầu tiên thì chúng tôi thấy rất là vui mừng thì thấy số lượng các bạn tham dự rất là đông ở tất cả các đầu cầu và các bạn ngồi hội trường ngày hôm nay thì rất là mong hy vọng là chúng ta sẽ có uh, tiếp tục gặp nhau trong các buổi chương trình uh, tiếp theo chủ đề tiếp theo là chúng ta sẽ chủ đề là B hôm nay là A rồi B tức là body weight và blood pressure tức là kiểm soát uh, cân nặng và kiểm soát huyết áp những cái thủ phạm cũng rất là nguy hiểm gây ra các biến chứng gây ra tử vong ở các bệnh nhân đái tháo đường vào ngày 11 tháng 12 sau khoảng độ 4 tuần nữa đúng không ạ? Thì để chương trình diễn ra chúng tôi trước hết xin cảm ơn bác sĩ Thảo và bác sĩ Nhung đã dành thời gian để soạn thảo và chia sẻ các bài báo cáo rất là hữu ích và rất là có giá trị. Xin cảm ơn uh, uh, viện nghiên cứu Dược phẩm V đã đồng hành uh, với chúng tôi trong cái chuỗi hành trình này. Xin cảm ơn trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến đã uh, hỗ trợ ở về mặt kỹ thuật cũng như là thiết lập các cái đầu cầu để chúng ta có cơ hội gặp gỡ chia sẻ với nhau. Xin uh, kính chúc sức khỏe tất cả các bạn, hẹn gặp lại.